Mọi người nghe thấy em nói chưa mọi người? Mọi người đã nghe thấy em nói chưa? Không nghe thôi à? Mời đợi một chút nhá. Nhiều khi kiểu là cái âm thanh bên em kiểu nhiều khi bị lỗi ấy. Nên là phải chỉnh. Hôm nay mọi người nhớ, hôm nay em sẽ lên cho mọi người cả vest và cả áo len. Chỉ có hai loại thôi mọi người nhớ, không có quá nhiều. Không phải là nó bị chậm đấy. Ok chị Nga Phạm ạ. Chào chị Đỗ Xanh, chào chị Nga Phạm, hello mọi người nha. Xin chào 82 chị đang xem live của bên em. Chào chị Dương Huyền. Không biết là tại sao em thấy cảm giác cái lượt mắt tăng rất là chậm nhá. Bình thường em mà live phải lên tầm 100 mắt ấy. Giờ này nó cứ kiểu khoảng chỉ tầm khoảng tầm 80 mắt thôi nhá, không lên được quá cao nhá. Cứ tầm cái hỏng này. mọi người ơi, bên em hôm nay sẽ có áo len và áo vest nhá mọi người nhá. Áo vest em thì ít hơn một chút xíu và đa số sẽ là áo len nhiều hơn. Hôm nay thì giá khoảng tầm độ từ 100-120 của em nhé mọi người nhá. Len thì sẽ đa số là lông cừu nhiều hơn. Em thấy cũng có vài lông thỏ, mọi người cũng có vài thỏ xinh lắm những em này này. Nhưng mà ít không có nhiều nhé mọi người nhá. Và đa số lông cừu thì sẽ nhiều hơn. Đó, đây những em này là lông thỏ này. Đó. Ok chị, đây em xinh, em này xinh đã mang luôn á. Em này chị là một kiểu hơi chảnh chảnh chút xíu, mặc lên đẹp lắm. Còn len đi, ok chị làm lên áo len trước nhé mọi người nhá. Mọi người chia sẻ livestream em được không ạ? Cố gắng đẩy cao cho em đến khoảng tầm độ trên 100 mắt nhé mọi người nhá. Đúng rồi, em thật sự là bị cách ly dị dạng, cách lâu lắm rồi hôm nay. À hôm qua mới thể sang được đây để mà làm ấy. Và em sẽ sang đi ở luôn thì mới làm, chứ nếu mà đi lại chắc là sẽ không đi được. Thế nên là em phải nghĩa là phải mãi hết cách ly mới sang đi được ấy mọi người. Chứ không phải tự nhiên sang đi được đâu. Lên áo len đi, ok lên áo len cho mọi người trước nhá. Các bác chia sẻ livestream cho em đi, cho em xin một vài lượt chia sẻ thế nào. Các bác cần cái gì trước này? Cần kiểu gì, dáng gì, màu gì, hay là mình thích phối đồ cái kiểu gì bảo em nhé mọi người nhé. Chúng ta chỉ thích kiểu dáng cá tính này, hay là để phối với quần đùi, hay là phối với bốt bảo em để em lên mọi người luôn nhá. Ok, em sẽ lên dần cho mọi người luôn các chị nhá. Này, em này này, đầu like bác nào cần thì lấy này cho em, ai vừa hỏi cái áo em mặc mọi người này. Em này kiểu họa tiết mọi người nhá. Em này là kiểu áo len họa tiết cho em, nó là dáng rộng oversize. Nó là len hơi phối lông thỏ chút xíu nhá mọi người nhá. Thoải mái size M và L. 50-60 cân mặc vừa em này. Ok chị, 50-60 cân này bán này 100.000 thôi. Chốt cho em mã 266 ạ. Mã số là 266 cho em luôn. Đây, đen đây nhá. Bác nào cần đen thì nhanh tay cho em. Ai cần đen lấy này đi, trời em thấy đen này quá xinh. Nhưng em đen thì mọi người phối chân váy màu sáng ấy. Đây các chị nhìn lại đó. Em đen mặc khác nó khác ngay đúng không mọi người? Mặc lên màu đen bắt đầu cực kỳ nổi bởi vì chân váy nó sáng màu. Em này nhá, thoải mái SM thôi. Cái kiểu form chỉ SM cho em thôi này. Dưới 57 cân mặc vừa em này. Dưới 57 cân 100.000 mã số 78 cho em. Phạm Lê Thanh Nga. 100.000 mã số 78 cho em hút đi chị này. Ai cần hút đi thì nhanh tay cho em nhá. Cái em này thì nó là len lông cừu ạ. Đằng trước thì của nó là len mịn. Còn đâu hai bên tay nó len mịn, còn đâu xung quanh nó sẽ là len hạt gạo đấy mọi người nhá. Em ơi, mặc cái màu cực kỳ tôn da các chị này. Màu nó hơi kiểu nâu sữa bạc một chút đấy ạ. Size chuẩn S thôi, 45-50 cân hút đi có mũ nhá. 45-50 cân chị này, có ăn cực kỳ xuống. 100.000 thôi, chốt cho em mã số là 296. Mã số là 296 cho em luôn này. Màu vàng này xinh chưa? Em không biết là tại sao nhưng lúc nào màu vàng cực kỳ là chạy luôn các chị ơi. Lúc nào thì các chị săn màu vàng nhiều hơn rất là nhiều ấy. Kiểu mọi người thích màu vàng hơn ấy. Em này mọi người này, em này thì nghiêng về dòng dáng cá tính nhá. Bác nào mà cá tính nhá, bác nào cá tính thì lấy này cho em luôn này. ML 50-60 cân này. 50-60 cân dáng cá tính nhá. Dáng cá tính cho em luôn. Em này 100.000 mã số là 916. Mã số là 916 ạ. Mã 916 cho em màu đỏ đi. Một em hút đi, len hút đi nhá mọi người nhá. Em này là len hạt gạo nhưng mà dáng hút đi có mũ cho em. Hút đi có mũ cho em luôn chị này. Xinh chưa? Em này đi ạ. Hơi mít tay, mọi người nhìn tay này, mít tu luôn nhẹ. Bác nào mà kiểu hơi cá tính thì lấy này cho em nhá. Dáng kiểu sporty thể thao ấy. Mặc cho em những em quần sóc đùi rất là đẹp luôn. Mít thể thao sóc đùi này. Em này thoải mái M và L nhỏ, 50-57 cân cho em. 50-57 cân này, hút đi có mũ dáng này hạt gạo nhá. 100.000 thôi, chốt cho em mã số là 235. Mã số là 235 cho em luôn nhá. Mã 235 cho em luôn này. Màu trắng tinh đi. Lên một em trắng tinh nhá mọi người nhá. Đây em này đi ạ. Một em trắng tinh này, không có, nó không họa tiết gì cả. Nó là một em len thường thôi. Size S và M nhỏ dưới 53 cân thôi ạ. Dưới 53 cân nhá hạt gạo. Dưới 53 cân mặc vừa em này. Bán lên em này 120.000. Mã 59 len lông cừu này.
mã số là 5 u lẫn em này trẻ con mọi người ơi. Xinh chưa? Các con em bán mọi người, các con em này với giá 50.000 lẫn đúng không em thôi nhá mọi người nhá. Thế những bé nào khoảng tầm độ em này khoảng tầm độ từ 13 khoảng tầm độ 17 à 13 16 cân thôi nhá. 13 16 cân các bé này, 13 16 cân này, 50.000 chốt cho em, mã số là 717 đúng không em viết lẫn nhá. Mã số là 717. Ok, ăn được nét thì bảo em để lên vét nhá, nó lại lên vét này, em này xinh này. Cái kiểu này thì thích luôn. Ai cần gì bảo em nhá mọi người nhá, thích vét này hay là thích nhá, thích cái gì thì bảo em để em lên mọi người. Đây, này xinh chưa em ơi. Mic nhũ toàn thân cho em nhá. Một em áo phối nhũ hết toàn bộ này. Em này thì nó hơi hơi kiểu cánh rơi. 53 57 cân cho em. 53 tầm 57 cân này, màu hồng nhạt cho em 100.000, mã số là 410. 100.000 này, mã số là 410 cho em luôn, vét nhé. Lên vét mọi người nhá. À em nói luôn nhá mọi người ơi, vét ấy thì em mặc theo một đẹp vì sao? Vì người em nó nhỏ, form của em nó rất là nhỏ. Nên em mặc nó sẽ bị kiểu kiểu bị rộng rộng, nó không đẹp ấy. Nên là chị nào size to nhá thì mọi người áng chừng theo cái size của em, bởi em mặc không đẹp. Mọi người áng chừng cho em chỉ lên được dáng thôi nhá mọi người nhá. Em đầu tiên vét này, em này size L cho em, 55 đến 60 cân mặc vừa em này cho em luôn này. Vét chỉ 100.000 đến 220 mọi người nhá. 100.000 chốt cho em, mã số là 936 cho em luôn này. Mã số là 936 cho em luôn. 410 cho chị Minh Thu. Lấy vét kẻ mọi người đi. Vét kẻ cho em này. Đây. Vét kẻ nha. Vét kẻ cái lệch giống như kiểu dáng, giống kiểu là dáng gì ạ? Em này giống như kiểu là dáng dáng kiểu là tuyết mọi người. Size SM nhỏ thì 53 cân thôi nhá. 48 tầm độ 53 cân là vừa đẹp luôn. 120.000 mã số là 635. Vét kẻ cho em luôn này. Mã số là 635 cho em luôn này. Size S tiếp luôn này. 635 120.000 dáng vét tiếp này. Đây, vét này nó ghi là size S nhưng theo em tầm độ size L vì em này nó rất là rộng luôn. Em mặc cực kỳ rộng luôn chị nhá. Chị nào mà thích kiểu dáng oversize mọi người. Mặc bên trong em phông, em này bên ngoài phát cực kỳ chảnh này. Chuẩn L, 55 đến 60 cân cho phải S nhá. L cho em luôn. 100.000 mã số là 244 cho em luôn nhá. Mã số là 244 cho em. Mã 2 và 1 yếm này, lẫn yếm len này. Lẫn yếm len bán mọi người luôn nhá. Mua em yếm len cho em. Em yếm này này, đến đúng đầu gối cho em luôn ạ. Cho chị nào thoải mái SM 45 tầm độ 55 cân mặc vừa em này. Vét màu đi em. Vét màu ok chị. Bán em này nhá, chỉ với giá 100.000 chốt cho em mã số 1. Thức tác này. 100.000 chốt cho em mã số 1 cho em luôn này. À có em váy lẫn đây này. Có em váy cho em mọi người nhá. Như ghế ngồi tuấn này. Đây tiếp này, xinh cho em ơi. Em váy xinh cực kỳ mọi người ơi. Em váy này mọi người nhá, cổ này, cắt này. Đây, cổ này, đẹp chưa. Em này nhá, thoải mái SM 45 tầm độ 55 cân. Váy gì váy len cho em nhá. 45 tầm độ 55 cân thì mặc vừa em này cho em luôn này. Bán em này chỉ với giá váy lên thường là 180-200 mọi người, bán với giá là 100.000. Chốt cho em mã số là 443 cho em này. 100.000 váy len nhá, cho vì không bao giờ có giá này luôn. Mã số là 4 có vét màu đúng không chị? Đây vét màu đây. Vét màu và cần kẻ luôn nhá mọi người nhá. Vét màu mít kẻ này, em này hai bên độn vai cho em. Vét em ơi, ok chị. Đây chị này, vét này, xinh chưa? Một em vét cho em nhé mọi người nhá. Một em vét màu, em này kiểu cái màu của nó hơi hơi màu kem ấy. Hai bên có độ vai nhá, size M 50 tầm độ 55 cân mặc vừa em này. Vét cắt ao tay này, 100.000, mã số là 414 cho em luôn này. Mã số là 414 cho em luôn nhá. Mã còn mới nguyên tem mát này. Em này còn mới nguyên tem mát cho em. Bên trong của nó lót, nó lót có kiểu lót lụa nhá mọi người nhá. Lót một lớp lụa satin nhẹ nhàng này. Hàng còn mới nguyên cả tem mát cho em luôn này. Em này ạ. Ở góc đi chị. Vét xám. Vét xám ốc. Ok chị nha, để em lên vét xám này đúng không? Em này luôn này. Thoải mái size M lớn 53 57 cân. 53 57 cân cho em này, em hơi kẻ kẻ nhẹ cho em nhá. 100.000 mã số là 422 cho em luôn. Mã số là 422. Bởi vì nhiều khi cái người của em ủa nó không lên giá được chuẩn ấy. Cái xanh dương treo đằng sau đi. Ok chị. Bởi vì là nhiều khi em ngồi em nó mà không lên dáng được ấy, thế nên mọi người nhìn kiểu nó không lên form được áo ấy. Em mặc chỉ mặc được XS hoặc S thôi thì nó mới lên chuẩn form, chứ em mặc mà size to thì nó không lên được form dáng. Phải hậu cơ thì hoặc cái trâu mặc thì lên form dáng được cái size to. Nhưng em này thì em này size to mặc nó sẽ không được đẹp như là những cái chị nào size L mặc này.
Em này nhá, riêng vét thì phải mặc vừa in cho mọi người, đừng đừng lấy rộng hay đừng lấy chật. Phải mặc vừa in cho em thì mới đẹp được, size L cho em. 55 đến 60 cân mặc vừa em này cho em nhá. 100 nghìn vét thì 150 của em mọi người ạ. Bình thường 250, 200 luôn các chị nhá. 100 nghìn thôi, chốt cho em mã số là 165 cho em luôn này. Mã số là 165 cho em luôn nhá. Hôm nay sẽ kẽ cả áo len và cả vét cho mọi người nhá. Mã 165 này, đây, áo len đây. Lên em áo len cho mọi người này. Lên một em áo len nhá, họa tiết cho em luôn. Đây, họa tiết nhá, họa tiết này nó là gần như là trực tiếp nó dệt đây luôn các chị nhá. Bằng trước mic cho em luôn này. Hai bên tay vỏ. Size M lớn và L, 53 60 cân. 53 60 cân này, 100 nghìn, mã số là 409. 100 nghìn, mã 409. Em một em này xinh này, nhưng em mặc không biết được phong dáng của ghê. Đen viền trắng. Okay. Em kẻ trắng đúng không? Em này tiếp này. Em này LXL, em phải size to hẳn nhá. 55 tầm 63 cân mặc vừa em này. 55 đến 63 cân mặc vừa em này cho em luôn này. 100.000 mã số là 202 cho em. Mã số là 202 cho em luôn này. À đây, kẻ trắng đây. Vét kẻ trắng này đúng không? Em này đấy ạ. Em này size S nhá, em mặc em này là vừa này. Đấy, em mà mặc em mà vừa in này thì mới đẹp được. Đây. Em này mọi người nhá, em này đang kiểu cái kiểu hot hôm nay mọi người. Vét nhưng mà nó là vét váy cho em nhá, tay thì người sắn lên cho em như này. Đây, mặc như này cho em, đó. Năm em hot trend kiểu này thấy nhiều chị mặc lắm. Em thấy nhá, mặc kiểu vét váy rất là xinh luôn này. Size chuẩn XS và S từ 40-50 cân mặc vừa em này cho em. 40 tầm độ 50 cân cho em luôn nhá. 100 nghìn chốt cho em, mã số là 255 cho em luôn này. Mã số là 255 cho em luôn nhá. Mã 255 cho em luôn này. Đây, vét mít giả báo đi. Vét mít giả báo thì đa số vét ấy ạ. Thì nó sẽ là những cái kiểu dáng mà một màu màu tối, màu xanh tím than này, hay là màu đen này, hay là màu tím sẽ nhiều hơn là các cái màu khác ấy, mọi người nhá. M 50-57 cân, 50-57 cân này, tay phối họa tiết ra báo cho em. 50-57 cân, 100.000, mã số là 221. Mã số là 221 cho em. 221 áo len đi. Mà em áo len mix tu rua này, em cứ thích kiểu này luôn. Áo len đi chế, ok, em sẽ kẽ nhá. Em này mặc SML đều với hết cho em, bởi vì nó là nghiêng về dòng nắng oversize này. Em này mix toàn bộ cho em, mix tu này. ML 50-60 cân cho em. 100.000, mã số là 217. Em cao 1m63 và nặng 48 cân nhá mọi người nhá. Ai mà tầm tầm người như em ấy, thì mình có thể áng chừng cho cân nặng của em. Chị ơi. Em 63 và nặng 48 cân nhá mọi người nhá. Ai mà tầm cân nặng em thì có thể áng chừng theo người em, để mình dễ vượt lên được cái form dáng ấy mọi người. Tiếp theo này, em này tiếp này. Của mix màu xin cho chị Phạm Tuyết. Họa tiết kiểu da báo cho em luôn này. M và L 50-60 cân nhá. 50-60 cân thì mặc vừa em này cho em luôn này. Bán em này chỉ 120.000, chốt cho em. Mã số là 525 cho em. Mã số là 525 cho em luôn. Mã số là 525 cho em này. Đây là kẻ này. Kẻ cho em này. Sọc ngoài à? Sọc ngoài là cái len đúng không chị? Mọi người len hay là kẻ bảo em nhá. Bởi vì không em biết là len hay là vét ấy. Khoác lên không, không có mọi người ạ. Khoác lên thì tối hôm qua rồi nhá mọi người nhá. Hôm qua thì chắc cũng không còn nhiều, nên là chị nào cần thì chắc mọi người đã số sale rồi, chứ không sẽ không còn sợ hiện tại là sẽ chưa về kịp hàng luôn đấy mọi người. Đang cách vừa hàng rất là khó về, chị nào cần khoác lên thì mọi người đợi em nhá. Chắc là chiều ngày kia hoặc là chiều sang chiều thứ hai thì sẽ có nó khoác lên đấy. Em tiếp theo mọi người này, hơi vai rơi nhẹ nhá, hơi vai rơi nhẹ này. SM nhỏ từ 53 cân, dưới 53 cân mặc vừa em này cho em này. Kẻ sọc mặc cực kỳ đơn giản, em bảo rồi, kẻ chấm bìn hai cái rất là dễ mặc, ai mặc lên cũng đẹp. 100.000, mã số là 210 cho em này. 100.000 chốt cho em, mã số là 210 cho em nhá. Vét đen viền trắng kế xanh dương chị ơi, kế xanh dương á, à đây nhìn rồi. Rồi tiếp theo chị này, oversize này, một em dáng áo len tiếp này. Áo len oversize mix màu nhá mọi người nhá. Hai bên tay của nó phối chữ toàn bộ cho em luôn này. Thoải mái ML, 50-60 cân mặc vừa em này. 50-60 cân, 100.000, chốt cho em mã số 7. 5.000, chốt cho em mã số 7 đây này đúng không? Em kẻ đúng không mọi người? Đây em kẻ đúng không? Cũng màu đen nhá, kẻ trắng cho em luôn này. Em này thì dáng hơi cá tính rồi. Có đai tay cho em luôn. 210 chứ chị Phan Chi. Em này nhá, hai bên của đai tay mình chỉnh được theo cái phần tay của chính mình luôn. Em này size M lớn 53-57 cân, 53 tầm độ 57 cân mặc vừa em này cho em luôn này.
Em bán em này chỉ là 100.000. Chốt cho em mã số 10 chị này. Đây, hoặc tiếp theo nhá, theo này. Chốt cho em mã số 10 cho em luôn này. Đây, kẻ tiếp đây. Kẻ này là kẻ đen trắng cho em mọi người nhá. Kẻ đen trắng cho em luôn này, chất dày dặn cực kỳ luôn. Chất dày dặn cực kỳ cho em luôn này. Vét này là vét dài, size chuẩn L, 55-60 cho em mặc bí rộng. 55 thì chúc mình. Đến 60 cân cho em luôn, 100.000, mã số là 349. Mã số là 349 cho em luôn nhá. 349 này, dáng áo này xinh chưa, size S. Nhưng em này nó là form hàng mọi người. Nó là dáng dài nhưng mà tay nó ngắn, nó chỉ là size S thôi nhá. 45-50 cân. Ai cần dáng rộng thì lấy này. 45-50 cân, 100.000, mã 868. Mã số là 868 vì nó là form dáng rộng nhá mọi người nhá. Đây, tiếp này. Len này là len lông thỏ, có thể để xem hôm qua thế, kể cả là khoác len này, áo len nhá. Bình thường len lông thỏ đắt hơn là lông cừu nhá mọi người nhá, bởi vì lông thỏ nó rất là dày. Cái chất lượng của nó sẽ kiểu, kiểu nó dày dặn và nó sẽ kiểu dày dặn và nó kiểu nó tanh hơn là cái, nó sẽ mềm hơn là chất lông cừu ấy. Lông cừu thì nhẹ này, nó tanh, nó nhẹ nhưng nó rất là ấm. Nhưng mà lông thỏ thì sẽ dành cho thích kiểu sự mềm mại ấy. Em này nhá, SM dưới 53 cân thôi, mặc vừa em này, màu cam này, 100.000, mã số là 673. Mã số là 673 cho em luôn nhá. 673 chỉ 100.000 này. Vét này, vét này size M cho em. Một em vét size M đấy ạ. Cái em vét này thì không phải là cổ vét mọi người nhá. Cái kiểu cổ của nó là kiểu hơi cổ tròn chút xíu cho em. Size M ạ, cho chị nào 50 tầm độ 55 cân thì lấy em này. 50 tầm độ 55 cân, 120.000, mã số là 280. Mã số là 280 này, em ơi, dáng này sang thế nhở. Nhìn như dạng tuyết ấy, nhìn này, em ơi, có quả tem mát biết hàng xịn rồi. Tem mát là nhìn biết hàng xịn rồi mọi người nhá. Nhìn vét của nó này, sang chưa. Nhìn như của dạng tuyết ấy, nhưng em này size to so với em rồi. Em này 50 tầm độ 55 cân nhá. 50 tầm độ 55 cân này, nhìn như dạng tuyết luôn. Bán em này chỉ với giá là 200.000, chốt cho em mã số 45. 200.000 chốt cho em mã số 45, nhìn như dạng tuyết chứ nhá. Sau xin số điện thoại địa chỉ ạ. Trông kiểu chảnh dã man luôn các bác ơi, nhìn chất lượng kỳ luôn. Đây, tiếp theo size to này, 1XL này. Một em size to 1XL nhá mọi người nhá. Em này phải tầm độ từ khoảng tầm độ từ 60-67 cân. 60-67 cân mặc vừa em này, 100.000, mã số là 526. Mã số là 526 cho em luôn này. Mã số là 526 này. Đây, eo ơi, chất phê cho này. Eo ơi, chất của nó này, chảy đẹp dã man các chị nhá. Em này ạ, đằng trước là len mịn, đằng sau của nó là hạt gạo, tay dập tay gập tay này. SM nhỏ dưới 53 cân cho em, 100.000, mã số là 167. 100.000 chốt cho em mã số là 167 này. Len lông thỏ cho em nhá. Bác nào mà cần cái kiểu mỏng nhẹ thì lấy mỏng mềm mại thì lấy lông thỏ đi này. Chất nó sẽ dày hơn là lông cừu nhá mọi người nhá. Đây, em này ạ. Lông thỏ thì đương nhiên là những chị nào thích kiểu dáng trẻ trung và kiểu hơi tin tin ấy thì mình lấy em này cho em luôn. Dáng vai rơi này, mít lông thỏ hết toàn bộ rất là mềm nhá. Bên trong có khối nhũ này, gần người nhìn này. Em chút nhâm chỉnh ánh sáng nhá, hơi sáng quá. Đây các chị này, nó phối nhũ này. Đó, nó hơi phối nhũ nhẹ ở bên trong ấy mọi người. Cho chị nào này, thoải mái SM dưới 55 cân thì lấy này nhá. 100.000 chốt cho em mã 490. Mã số là 490 cho em luôn này. Mã 490 cho em. Đây, màu xanh tiếp nhá. Mấy màu xanh đi ạ. Một em màu xanh dáng dài. Em này ạ, có gì lên size nhỏ không em? Gì lên thì em sợ là không có, bởi vì hôm nay nó đa số là áo len và nó là kiện vét ấy mọi người. Gì lên nó sẽ nghiêng vào trong cái kiện kiếm thì em nghĩ là nhiều hơn, hôm nay sẽ không có nhá. ML 50-60 cân cho em luôn, 100.000, mã số là 498. 100.000, mã số là 498 cho em luôn nhá. 498 chất tanh chưa này. Các bác cần thì comment lên cho em nhá mọi người nhá. Không biết là các bác cần gì. Các bác im lặng quá, không biết các bác cần áo len hay là cái gì. Bé xem dưỡng ông chị này, đẹp chưa, yêu ơi, này, xinh quá. Mic tay cho em một nhá, tay gập này. Màu đỏ cho em. Chất này thì nó là len lông cừu vô cùng đanh cho em. Em này L ạ, 55-60 cân. 55-60 cân, dáng tay lửng nhá. 55-60 cân mặc vừa em này cho em luôn. 100.000 chốt cho em mã số là 28. 100.000 chốt cho em mã số là 28 cho em luôn nhá. Này, bé xanh cho bác nào. Lên một loạt vét màu các bác luôn nhá. Em này size có vẻ size nhỏ rồi, size khoảng tầm size S thôi. 45-50 cân thì lấy em này này, vét này. 45-50 cân nhá. 45-50 cân thì mặc vừa em này cho em này, mà em vét nhẹ này, mít họa tiết viền. 100.000 thôi, chốt cho em mã 726. Mã số là 726 cho em luôn này. 726 này, vét đây, tiếp này, xanh tiếp này. Còn mới nguyên chị nhá, tem mát của nó nhá. Còn mới nguyên tem mát ấy ạ. Hai bên độ vai, dáng Nhật, dáng Hàn.
vét này, vét dáng dài. Hàng Hàn rồi ạ. 48 tầm 153 cân một vừa em này. Một em vét dáng dài này, khoảng tầm độ từ 48 đến tầm độ 53 cân thì mặc vừa em này cho em nhá. Em này chị là một kiểu mặc đi làm rất là hợp lý cho em, dưới 53 cân mặc vừa em này cho em. Chấm bi ở tay này, bán em này với giá là 100.000 thôi. Chốt cho em mã số là 333. Em thì đặt số là 200.000 của em nhá, mọi người nhớ vét ấy. Em bán là 100.000 luôn. Ở bên cạnh phải xanh lá không phải vét mọi người, nhưng bên cạnh áo len không phải vét đâu. Trời, cái vét là một xanh lá luôn á. Lá đâu? Màu xanh kiểu xanh mạ. Xanh lá thế này. Rồi đậm đậm chứ. Đây, tiếp theo chị này. Em này cho em tiếp nhá mọi người nhá. Em này ạ, họa tiết của nó là họa tiết kẻ sọc nhá mọi người nhá. Họa tiết kẻ sọc, nhưng chất của nó thì em này thì nó không dày như em khác đâu. Nhưng em khác thì thấy nó chất nó khá là dày, để là vét ấy. Rất là dày của tay, nhưng em này thì không mọi người nhá. Em này nó là kiểu một lớp thôi, nó khá là mỏng nhẹ, mình mặc cái tầm này hoặc là tầm mùa thu là cực kỳ hợp lý cho em luôn này. Vét này em này ạ, L 55-60 cân cho em nhá. 100.000, mã số là 270 cho em. Nhưng mà em vét này mà mặc cái tầm này thì ok. Mã số là 270 cho em luôn này. Mã 270 cho em. Vét đen đi. Vét đen cho em này. Ui, em này các chị ơi, hàng xịn luôn. Đây em hàng nhập nhá mọi người nhá. Bây giờ những hàng nhật hay nó hay là đánh theo kiểu số là 7, 9, 11, 13 cho nó không đánh ra size S, M, L như mình nhé mọi người nhá. Riêng hàng nhật nó hay đánh theo số, nó sẽ là đánh từ 7, 9, 11, 13. Đây. Này chị này, em phải size to nhá. 13 của nó sẽ tương đương sẽ XL cho em, tức là khoảng tầm độ từ 55 đến khoảng tầm 63 cân sẽ lấy này được nhé mọi người nhá. 55 đến 63 cân này, hai bên nó có độ vai đúng chuẩn hoa Nhật Bản luôn. Bán em này 100.000 vét Nhật, chốt cho em mã số là 288. Mã số là 288 cho em luôn này. 288 này, màu cam cho em đi. Đây mà em màu cam đi. Một em vét màu cam cho em nhé mọi người nhá. Vét màu cam này. Em này ạ, bên cạnh nó theo cho em. Đây, tiếp theo này. Đó, theo này. Nó theo hết 100% cho em luôn nhé mọi người nhá. Cho anh chị nào có size lớn khoảng tầm độ L, XL 55 đến 65 cân mặc vừa em này cho em luôn này. 100.000, mã số là 242. 100.000, mã số là 242 nhá. Đây, lên len mọi người đi. Chị bảo lên vét nhưng mà chẳng là chốt vét thì toàn chốt len thôi. Đây, lên len chị này. Len này, họa tiết cho em nhá. Em này ML, 50-60 cân, tay chuông còn thôi luôn. Dáng tay chuông cực kỳ nhiều người thích. 50-60 cân, 100.000, mã số là 248 này. Len cho em luôn này. Mã số là 248 đây, xanh kiểu xanh đậm mọi người nhá, xanh kiểu xanh lá đậm đây này. Em này cũng size to, nó nghiêng với dòng dáng kiểu như kiểu là form rộng ấy. Không phải là nó bị, không phải là nó size to mọi người nhá. Nó là kiểu form rộng nên là kể cả chị nào S mặc thoải mái, S, M, L, XL rồi sau cân mặc vừa em này. 248 chưa chị Huyền Nguyễn. 100.000 mã số là 251. 100.000 mã 251 cho em. 251 này, đây này, màu hồng tiếp cho em này. Hồng này là len lông cừu mọi người nhá, nhìn rõ lông cừu, nhìn rõ sợ lông cừu mọi người luôn, tay chuông luôn. L, M và L, 53-60 cân, 100.000 mã 416. 100.000 này, mã số là 416 của anh theo mọi người. Họa tiếp theo này, họa tiếp theo chị nhìn này, nét căng cho em mọi người nhá. Họa tiết về nét căng, cái màu của nó là màu kiểu màu vàng nghệ mọi người. Màu vàng nghệ này, S và M nhỏ dưới 53 cân, dưới 53 cân mặc vừa em này. 100.000 mã số là 403 cho em luôn nhá. 100.000 này, mã số là 403 cho em luôn. À đây, đang khoác len đâu nhở? Ai mà hỏi khoác len thì lấy này đi ạ, dáng khoác khăn cho em. Khoác len nhá, nhưng mà cái dáng của nó là dáng khoác khăn cho em luôn này. Mic nhẹ nhàng chưa? Dáng khăn cho em luôn, thoải mái, S, M, L đều vừa. Vì sao? Vì nó còn là khoác khăn mà. S, M, L đều vừa, nhưng đẹp nhất là S, M thôi. 45 tầm độ 55 cân thôi. 100.000 này, chốt cho em mã số 12. Em khai là bình hôm qua phải tầm độ 250 mọi người nhá. Mã số 12 nó lớn này bán người luôn với giá là 100.000 thôi. Mã số 12 cho em luôn này. Len đi này, một em len tiếp theo này. Một em len cổ V cho em nhá. Len của nó là len lông cừu đấy ạ. Đây, len em len lông cừu này. Đây ạ, len một em len lông cừu cho em luôn nhá. Cho chị nào này, thoải mái cho em, hơi vai dơ nhẹ, SM. Thích mặc thành dáng cổ lệch cũng động mọi người, để thành cổ vẽ được cho em, tùy mọi người. 45 tầm độ 55 cân SM này, 100.000, mã số là 106 cho em. 100.000 này, chốt cho em mã số là 106 cho em luôn nhá. 106 này, màu trắng đi. Em này là dáng áo váy đi. Một em này dáng áo váy cho em này, mic lên lông thỏ toàn bộ nhá. Dáng váy giữ đùi của em luôn, nhưng mà size M nhỏ dưới 53 cân, dưới 53 cân mặc vừa em này. 100.000 mã
mã số là 25 cho em luôn. Thích lông thỏ đi, lên lông thỏ mọi người đi. Lên mà em lông thỏ mọi người đi này. Em này sau lưng tính đá hết toàn bộ. Không sao đâu, Nguyễn Yến Bình. Đây này, sau lưng này tính đá này chị này. Sau lưng kiểu tính đá hết toàn bộ cho em luôn nhá mọi người nhá. Em này là thoải mái cho em ML 50 60 cân 100 nghìn, mã số là 534. Mã số là 534 cho em. Mã số là 534 cho em luôn này. 534 này. Màu vàng này, dáng hơi hơi kiểu. Em này là dáng kiểu cánh rơi nhá mọi người nhá. Dáng hơi hơi kiểu cánh rơi nhẹ cho em. Màu vàng kiểu vàng nâu, vàng đậm mọi người. Ép thôi, 45 tầm độ 50 cân này. 45 đến 50 cân mặc vừa em này. Bán em này 100 nghìn, mã số là 857. Mã 857. Xin chào Vũ Thị Mai nhá. Mã số là 857 cho em này, ra báo này. Họa tiết ra báo cho em này. Ơi, xinh chưa? Họa tiết ra báo này. Sao em này đi học hả mày? Em này tiếp theo các chị này. Mà em tiếp theo họa tiết ra báo cho em luôn này. Em này thì bo tay và bo gấu cho em mọi người nhá. Bo tay bo gấu và cái người của nó em thấy nó ôm khá là gọn mọi người mình ý. Thoải mái cho em SM thôi. 45 tầm độ 55 cân. 45 đến tầm độ 55 cân này. 100 nghìn mã số là 256. 100 nghìn mã số là 256 cho em luôn nhá. Mã 256 cho em luôn. Váy len lẫn này. Có cả váy len lẫn này bán mọi người luôn nhá. Váy len này. Một em váy len, em này nó giống như kiểu là váy mukuri ấy mọi người. Em này nhá, size M 50 tầm độ 55 cân có kèm cả mũ. Em bán em này với giá là 100 nghìn luôn. Chốt cho em mã 773. Mã 773 là dáng cá tính này. Ai thích dáng cá tính thì lấy em này đi. Đây, thích dáng cá tính thì lấy em này, mặc thành áo thành váy tùy mọi người. ML 50 60 cân nhá, lông cừ cho em. 100 nghìn mã 118, dáng cổ lọ cổ cao ấy. Mã số là 118 cho em. Mã 118 này. Mã 118 này nó lẫn một em khoác len này chị này. Các em này nó như kiểu khoác len này, thực ra em thấy nó là giống là áo hơn ấy. Em này mặc hai kiểu được nhá mọi người nhá. Đây. 118 118 cho chị Nguyễn Linh. Một là mọi người mặc cho em thành khoác len, hai là mặc cho em thành áo như này mọi người này. Đây. Đó, thành áo kiểu như một ngày hết cúc cho em mọi người nhá. Em này ạ, ML 53 60 cân. 53 đến 60 cân thì mặc vừa em này cho em luôn này. 80.000 mã số là 686. 80.000 mã 686 cho em luôn nhá. 686. Chỉ 80.000 mà em thôi. Này, đây tiếp này. Em này ạ, di lê. Size S thôi nhá. 45 đến 50 cân di lê này. 45 đến tầm 50 cân này, kiểu sắt nách ấy. 80.000 mã 497. Mã số là 497 cho em luôn này. 497 này. Chị Phạm Trinh ơi, nếu mà các chị mà bị cái kiểu mà mình chưa kịp nghe mã thì người ta thoát cho mã rồi ý. Tức là mình đang bị xem lại like nhá mọi người nhá. Mình thoát ra mình vào lại cho em thì sẽ xem được bình thường nhá mọi người nhá. Còn mạng mình chậm ấy, nó cũng sẽ bị delay, bị như thế đấy mọi người ạ. Sát nách tiếp cho em luôn này. Mọi em này là kiểu dáng yếm cho em này. Yếm sát nách cho em SM 45 tầm độ 55 cân. 80.000 mã số là 270 cho em luôn. Mã số là 270 cho em luôn nhá. Mã 270 này, áo len tiếp cho em luôn này. Em áo len tiếp cho em. Áo len đây. Đây ạ. Áo len cho em nhá. Cổ nó là kiểu dáng cổ cao phải cổ lọ đâu. Cổ nó chỉ khoảng tầm độ cao khoảng độ cao cổ cao khoảng tầm độ 5 phân cho em nhá mọi người nhá. Đằng trước này họa tiếp theo hết toàn bộ. S 40 50 cân. 40 50 cân mặc vừa em này này, 80.000 mã số là 407 cho em. Mã số là 407. Mã số là 407 cho em luôn này. Đây, làm em khoác len đi. Làm em khoác len cho em mọi người nhá. Khoác len này, em này make tác cổ đã, tác đá cổ luôn. Đây. Em này đi ạ. Em này mix tác đá cổ cho em mọi người nhá. Nó là khoác len và khoác len của nó là khoác len lông thỏ ạ. Thoải mái SML đều vừa cho em nhưng đẹp nhất là khoảng tầm độ từ 50 57 cân. 50 57 cân mặc vừa em này này. Bán em này 100.000 mã số là 128 nhá. Khoác len chỉ 100.000 thôi, cái tác đẹp từ cái tác đá luôn. Mã số là 128 cho em luôn này. 47 cho chị Linh Trần. Mã 12 ui lấn lại em nỉ đây chị này, lấn em nỉ đây này. Ôi hàng xịt luôn. Đây lấn các bác bán luôn. Size M màu vàng nhá. Một em nỉ, thực ra nỉ nó nghiêng về dòng là oversize M 50 57 cân. 50 57 cân này, bán em này
này với giá là 70.000, mã 756 và em lẫn em vài mỉ thôi. Mã số là 756 cho em. 756 này, tiếp này. Dạng áo váy này, em này M 50 tầm độ 55 cân. 50 tầm độ 55 cân này, bán em này 80.000, chốt cho em mã số là mã số 13 này. Mã số 13 cho em luôn nhá. Mã số 13. Không áo da mọi người. Nếu mà áo da bên em làm, nếu hàng sim ngoài áo da thì nó rất là khó làm, thật sự rất là khó luôn. Và cái giá rất là cao. Thứ hai là rất là khó làm lắm. Áo da khó làm lắm mọi người ạ. Đây, tiếp theo chị này, yếm này. Em này mặc hai kiểu được nhá. Một là thành váy, hai thành yếm cho em luôn. Chân mít nhẹ này, size SM thôi, 45 tầm độ 55 cân. Yếm em bán luôn 80.000, chốt cho em mã số là mã số 09 cho em luôn này. Mã số 09 nhá mọi người nhá. Mã 09 này. Áo len mọi người này. Áo len cho em luôn này. Đây, áo len cho em nhá. Em này mít kiểu ạ. Một em mix áo kiểu này, mix kiểu dáng áo crop top đằng trước và đằng sau nó hơi đuôi tôm nhá mọi người nhá. Cho chị nào SM 45 tầm độ 55 cân cổ cao, 100.000, chốt cho em mã số là 878 cho em luôn này. Mã số là 878. Dáng váy đi. Một em váy len đi, váy len Montugi nhá. Váy len Montugi size S 45 đến 50 cân cho em. Bán em này 80.000, mã số là 835 cho em luôn này. Mã số là 835 cho em luôn. Mã 835 này. Đây, em là dấu đầu tiên này. Cái em này là dấu em đầu tiên mà em mặc cái lái mọi người. Giống kiểu như vậy nhá, nó cũng là kiểu len thôi, hơi bông 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 thỏ một chút xíu. M và L, 50-60 cân. 50-60 cân này, 100.000, mã 464 này. 100.000, bây giờ em kiểu đấy đi. Mã 464 cho em luôn, 464 này. Lông thỏ tiếp cho em nhá. Lông thỏ màu hồng ạ. Em này thì thoải mái size S thôi, 45 đến 50 cân. 45 đến 50 cân, 100.000, mã số là 515 cho em luôn nhá. Mã số là 515 cho em luôn này. 515 này. Các bác cần gì bảo em nhá mọi người nhá, thấy mọi người im lặng, các bác cần cái gì để em lên ý. Đây, tiếp theo này, áo tiếp này, lông thỏ cho em. Lông thỏ mix màu ạ. Đây. Lông thỏ phối màu nhá mọi người ơi. Một em áo len lông thỏ phối màu này, thoải mái cho em size M và L, 50-60 cân mặc vừa em này cho em. Mặc những em kiểu dáng chân váy em mà cũng được, mặc cái quần đùi cặp cao rất là ok nhá mọi người nhá. 50-60 cân này, len lông thỏ 100.000, chốt cho em mã số là 96. Mã số là mã số 96 cho em luôn nhá. 100.000, chốt cho em mã số 96 cho em luôn này. Đây, một em tiếp theo này, mic nhũ cho em. Một em di lê nhá mọi người nhá. Một em dáng áo di lê phối nhũ. Em này thì mặc cho em bên ngoài những em mà sơ mi màu tối này, hoặc là mặc những em áo dáng áo dài tay màu tối bên trong cho em luôn. ML 50-60 cân, em này 80.000 thôi vì nó là di lê nhá. 80.000, chốt cho em mã số là 99. 80.000, chốt cho em mã số là 99 cho em này. Mã số 99 này. Áo tiếp này. Áo phối màu cho em luôn. Áo phối màu này. 96 cho chị Ngân Ngô. Áo phối màu này. LXL nhá, 55 đến 65 cân sắn tay cho em. 55 đến 65 cân 100.000, mã số là 888. Mã số là 888 cho em này. Mã 888 này. Tiếp vét cho các chị vét màu nhá. Vét màu này. Nay mà em vét màu chuẩn S thì lấy em này. Một em vét màu chuẩn S 45 tầm 150 cân. 45 đến 50 cân này. Bán em này chị Ngân Ngô. 100.000 mã 251. 100.000 này, mã số là 251 cho em. 251 100.000 này, màu xanh đi. Các em vét này, riêng em vét này mà mặc vừa im đẹp nhưng mọi người không mà mặc sẽ rất là xấu ấy, mặc rộng rất là xấu. Đây, M luôn. 50-55 cân. 50-55 cân này, 100.000 mã 184. 100.000 mã số là 184 cho em. 184 này. Áo len tiếp này. Áo len này nhá, size S 40-50 cân thôi. 80.000 mã 812. 80.000 này, mã số là 812 cho em. Mã 812 cho em luôn này. Một em giặt áo váy đi, à nhầm, áo khăn đi. Một em giặt áo khăn, em này size nhỏ này. Một em dáng áo khăn nhưng mà nó là size nhỏ nhá mọi người nhá. Em này thì chỉ size S thôi, 45 đến 50 cân. 45 đến 50 cân, 100.000 mã 204. 100.000 mã số là 204 cho em. 204 cho chị tìm lại bầu trời. 204 này, ôi khoác len này, lần này bắt đầu hỏi khoác len này. Ai hỏi khoác len thì lấy em này. Khoác len màu đỏ mọi người nhá. Khoác len màu đẹp kẻ. Em này
mọi người chỉnh eo được này, thoải mái cho em SM 45 tầm 155 cân. 45 đến 55 cân 100.000, mã số 86. 100.000 chốt cho em mã số là 86 cho em luôn này. Tiếp này, vét tiếp này, em cũng mới nguyên luôn. Vét màu đen cho em nhá. Size M luôn, 50 55 cân. 50 tầm độ 55 cân này, 100.000 mã 188. 100.000 mã số là 188 cho em. Rồi, họa tiết nai cho em áo nỉ nhá, lẫn nha, bán luôn nhá. Áo nỉ lẫn này, họa tiết nai cho em L 55 đến 63 cân mặc vừa em này. 80.000 mã 393 áo nỉ lẫn nhá. Mã số là 393. Kẻ đi, mời em vét kẻ đi. Size số 4 này vét kẻ cho em. Bình thường 4 sẽ là tương đối khoảng XL nhưng theo em không đến nhá. Em này nó khá là nhỏ thôi. Em này chỉ khoảng tầm độ size M lớn thôi mọi người nhá. 50 tầm độ 55 cân mặc vừa em này thôi. 50 tầm độ 55 cân này, size M mặc vừa em này cho em luôn này. Bán em này 100.000, mã số là 159 vét kẻ cho em này. Mã số là 159 cho em. 159 này. Đây tiếp nhá. Lông quả lông này thôi rồi, nó không phải bỏ bạc luôn. Lông thỏ mềm mịn cho em, màu trắng tinh. Một kiểu có những điều là kiểu kem kem mọi người, màu hơi kem kem ấy. Dáng dài nhá mọi người nhá. Dáng dài nhưng mà xẻ rất là điệu. SM 45 tầm độ 55 cân. 80.000 mã 740, chỉ 80.000 mã 740. 150 thì lan được. 740. Đây, màu đen cho em. Bác nào sẽ lấy em này đi. Trời ơi, em này em mặc lên vừa là các bác sẽ mặc lên cực kỳ đẹp luôn. 45 đến 50 cân nhá. 45 đến 50 cân mặc với em vét màu đen này cho em luôn này. Bán em này 100.000 chốt cho em mã số 3, vét đen này. 100.000 chốt cho em mã số 3 cho em luôn nhá. Đây, tiếp vét màu size L cho em lấy size to. Em mặc thì nó không đẹp ngay mọi người ạ. Em mặc một size to ở trong nó cứ bị kiểu kiểu người em bé, nó không mặc đẹp ấy. Size L này, 55 giống hơn size L phải hậu hoặc là chỉ trông mặc mới đẹp. 55 đến 60 cân, 100.000, mã số là 149. Mã 149, thế là các bác nào mua hàng thì nhá, các bác phải mua vừa in người của mình ấy. Chứ mình đừng mua rộng hay là mua chật, nó sẽ bị mặc nó không được đẹp, không lên dáng chuẩn đâu. Mình cứ cân nặng như mình mua vừa theo size của mình là ok nhá. Đây, tiếp theo này, em này F 45 tầm độ 52 quay đầu. 45 em tầm độ 52 cân quay đầu thì mặc vừa em này cho em luôn. Em bán em này chỉ với giá 80.000 này. Tay và phần eo của nó phối giống như kiểu là giả mic với áo phông mọi người. Bán em này 80.000, mã số là 693 cho em. Mã số là 693 cho em luôn này. Màu trắng tinh, em này nhìn như mới lắm chị ơi. Em này nhìn như mới lắm thật nhất, để các chị nào nhận hàng dầm cả đảm bảo giật mình luôn vì nó cực kỳ là mới luôn, chất đanh lắm. L 55 đến 60 cân, chỉ 100.000, mã số là 463. Mã số là 463. Em cao cách 63 nhá mọi người ơi. Mã số là 463 này, ai hỏi yếm này. Ai hỏi yếm thì lấy cái này đi. Yếm này, thoải mái SM 45 đến tầm độ 55 cân. 80.000 thì đó là yếm nhá, mã số là 291. Mã số là 294 chị Thủy Phạm. Nỉ này. Tay phối họa tiết chữ này. Em này M và L 50 em tầm độ 60 cân. 80.000 mã số là 545. 80.000 mã số là 545 cho em. 545 cho em luôn này. 545 này. Khoác lên tiếp này. Khoác lên cả đai eo, à tắc eo cho em mọi người nhá. Khoác lên họa tiết này có cả tắc eo cho em luôn. Đây, có cả tắc eo luôn này. Em này SM nhỏ dưới 53 cân, dưới 53 cân thì mặc vừa em tắc eo này cho em luôn này. 100.000 mã số là 119. 100.000 chưa chị Huyền Nguyễn, mã 119 này. Vét tiếp này. Vét kẻ nhá mọi người nhá, cứ kẻ các bác lấy cho em. Đẹp luôn. Đây, vét kẻ luôn cho em này. Vét kẻ này, S thôi, 45 đến 50 cân. 45 đến 50 cân, 2 cân mặc vừa em này. 100.000 mã số là 423. Mã 423 nhá, chỉ 100.000 này. Mã 423 cho em này. Ôi dồi, cổ này xinh chưa? Này, dáng váy eo em lại đỉnh luôn nhá. Em mặc mặc, em mặc lên nó xem nhau luôn. S luôn, 45 đến 50 cân. 45 đến 50 cân, váy cũng 100.000. Mã số là 36, chất mềm lắm. Mã số là 36. Cho chị Giang Phạm. Váy đẹp lắm, lấy đi, đẹp lắm. Này, hút đi cho em luôn này, có cả mũ này. Màu cũng rất là xinh luôn. ML 50 60 cân nhá. Chất len dày dặn len lông cừu 100.000 à 705. 100.000 mã số là 705 này. Màu hot trend của Zara hôm nay này. Cái màu này cực kỳ hot trend của Zara hôm nay, nó là màu chủ đạo của Zara luôn. Em này size S 45 đến 50 cân. 45 đến 50 cân cho em. 100.000 mã 236 bác nào hay store Zara thì biết cái màu của áo này cực kỳ hot mòi luôn. Đây, tiếp theo này, màu xám ghi nhá. Nó ghi là size M cho em. Màu xám ghi này, em này nó ghi là size M cho em. 50 tầm độ 55 cân cho em này. 50 tầm độ 55 cân, màu xám
ghi cho em 100.000 mã số là 109. Viết màu kem không ạ? 236 thôi thì kem ạ. Cũng thỉnh thoảng có mà nhưng không có nhiều, nó ít thôi, nó không có quá nhiều các bạn ơi. Đây viết màu kem này. Size mò cho em nhá. Ui em này, em nghĩ phải to size mò với em thấy này khá là to luôn. Em mặc rộng lắm, em này tầm độ LXL rồi, 55-65 cân. 55 đến 65 cân chị ở dáng size người form to thì lấy này cao phải to. 100.000 mã 217. 100.000 mã số là 217 này. Khoác len cho em tiếp này. Khoác len cho em nhá. Này là khoác len có cổ bẻ luôn, khoác len cổ bẻ cổ đúc này, à cổ vét này. Em này L 55 đến 60 cân. 55 đến 60 cân cái màu của nó là hơi màu xanh rêu. 100.000 à 80.000 khoác len mã số là 843. Mã số là 843 cho em nhé mọi người nhá. Len lông thỏ này. Ui. Cái len này em thật sự nhá, em nhớ lại không nhớ là không nhầm là năm kia và em mặc lên ai hỏi luôn cái kiểu như này. Cũng lông thỏ nhưng mà kiểu cổ lọ thôi. Em này đẹp cực kỳ, còn cổ V nữa con này. S M L X L I cũng vừa mà lông thỏ các chị nhá. Chỉ 100.000 thôi, mã số là 775. Đảm bảo mặc thích luôn, rất ấm lắm. Mã số là 775 cho em luôn. Mã 775 này. Yếm này. Đan dây chéo ở lưng nhá. Lưng đan dây chéo này, phần eo mọi người chỉnh được, rút eo được. Thoải mái SM 45 tầm độ 55 cân. Bán cho em này 80.000, mã số là 315. 80.000, mã số là 315 cho em luôn nhá. Mã số là 315 cho em luôn này. Tiếp này, áo kiểu tay chuông này. Áo tay chuông cho em nhá. Áo tay chuông này, size S thôi, 45 đến 50 cân, size nhỏ xinh xinh thôi. Màu của nó là màu xám ghi nhá, 40 50 cân này. Bán lên này thì giá 80.000, mã số là 497 cho em. Mã số là 497 cho em luôn nhá. Mã 497 cho em luôn này. Xem là em màu vét hồng đi. Em vét màu hồng mọi người đi, chị ai thích vét màu thì bảo em để lấy một loạt vét màu luôn nhá chị nhá. Vét màu này, size M lớn. Em thưa chị màu 53 57 cân. 100.000 mã 110. 100.000 mã số là 110 cho em luôn này. Vét này phối cả mũ cho em mọi người nhá. Em vét này nó giống kiểu là phối cả phối hoodie, phối mũ hết mọi người. Thoải mái ML dáng rộng 50 đến 60 cân. 100.000 mã 151. Ai kiểu cá tính trẻ trung thì lấy này nhá mọi người nhá. Có hết cả tác giá mọi người luôn. Hàng hiệu cho em. Trời ơi bác ơi. Nhìn rõ tem mác của nó chưa? Ú xì luôn nhá, size mò. Tem mác đã một hàng con trước chị Thương Trần. Size mò còn tắc đá các bác này, bác nào vừa lấy ngay. Em này theo em phải mò, em này theo em phải là L được. Bác nào L và yêu cầu cao cho em trên 1m60 nhá. Size L 55-60 cân các bạn. Tiếp bác nhìn rồi, tem mác bác nhìn rồi. Một một cho chị Uy Lan. Em này chỉ bán 120.000 thôi, 120.000 mã 390. 120.000 mã số là 390. Trời ơi quá đẹp luôn á. Đây, 390 cho em luôn này. Đây, tiếp theo đây ạ. Vét tiếp cho em. Vét cho em nhé mọi người nhá. Nâu mũ là bao nhiêu ạ? Nâu mũ này. Thôi rồi chị ơi. Em này tiếp theo các chị này. Em này nhá, L, XL, 55-63 cân. Bán em này 100.000, mã 211. Mã số là 211 cho em. Màu hồng đi. Màu hồng này. Màu hồng cho em luôn này, màu hồng dáng dài này, size chuẩn S, 45-50 cân. Hồng dáng dài, 45-50 cân nhá, mặc em là lên form cực kỳ luôn. 100.000, mã số là 195. Mã số là 195, bác sẽ S hả chị? Ok, em đang cố gắng tìm sẽ S, bởi vì em thực ra nếu mà để em mà nói em thích, em chỉ thích mặc sẽ S thôi. Thì mặc lên mới lên form, chứ em mặc những cái dáng size khác rồi, nó không lên form được. Trước rồi à? Nó không thể lên form được luôn. Đang được một chị Hạnh Mai. Tiếp theo này, 45-50 cân. 45 đến 50 cân thì mặc vừa em này cho em màu xanh đây ạ. 75 kg mặc vừa thôi. Em này nhá, 100.000 mã số là 350. 100.000 mã 350. Chị các bác bao nhiêu chị? 75 cân chị các bác bao nhiêu? Nếu mà 75 cân. Nhưng mà nếu chị là cao cho em trên 1m60-65 trở lên thì mới vừa. Nếu không thì không vừa nhá mọi người nhá. Nếu 75 cân chị phải cao trên 1m60 hoặc trên 1m65 mới vừa. Khoảng tầm trên 1m60 mới vừa. Còn nếu không thì sẽ không vừa nhá chị nhá. Vét kẻ, giúp em vét kẻ cho em. Này, vét kẻ các chị này. Một em vét kẻ cho em nhá, nó ghi là size L cho em. Nó ghi là size L cho em luôn này. Đây. Có form rộng size nó sẽ 7 thì ok luôn chị ơi. Trời ơi, 7 và 75 trông người quá đẹp luôn á. Ai có một cho chị Hạnh Mai. Form 75 thì cũng có chị ơi, nhưng mà chị phải chờ vì là nó không có nhiều mọi người, những cái size như XS nhỏ hạn này.
là những cái size kiểu size to chị, khoảng tầm 65 phân trở lên ấy, là mọi người phải phải chờ em hoặc là bảo em để em tìm nhá mọi người nhá, bởi vì là nhiều khi nó không có một kiện không có vì nó hàng si và hàng mới mọi người ạ. Thì hàng mới nó sẽ có một dãy tất cả các size đủ cả một dãy luôn, nhưng mà hàng si thì không thế. Nên là phải có những cái để ý xem những cái chị đấy bình thường mà rất là khó, bên em hàng si rất là ít thôi, không có nhiều. Kể cho em này, M50 tầm độ 55 cân nhá. Bán em này 100.000, mã số là 278 cho em. Mã số là 278 cho em nhá. Hai bốn năm chưa chị Phương Út, nó ghi là M cho em chỉ là S thôi, em là XS.
mã số là 643. Crop top của trẻ con nhá, của người lớn crop top ấy. Mã 643 cho em luôn này. Một tí này, chất dày dặn chắc chắn luôn. Cực kỳ đanh mịn luôn các chị này. Size SM nhỏ, 4853 cân nhá. Chỉ 100.000, mã số là 225. Mã số là 225 cho em luôn này. Mã 225 cho em. Ui kẻ này chưa. Họa tiết cho em. Mời em lên họa tiết nhá, lên luôn cừu. Lên họa tiết này, len lông cừu họa tiết cho em luôn. Em này thoải mái size M, 50-57 cân. 50-57 cân mặc vừa em này nhá. Chỉ 100.000. Chốt cho em mã số là 515. Mã số là 515 cho em luôn nhá. 515 này. Em này xinh này. Em này này rất là xinh các chị này. Em này khoác được vào thành áo tùy mọi người. Thành khoác thành áo tùy mọi người luôn này. SM 45 tầm độ 55 cân. 100.000. Mã số là 684 cho em mọi người nhá. Mã số là 684 cho em luôn này. Mã 684 cho em này. 684 này. Áo tiếp cho em áo kẻ nhá. Áo kẻ thì rất là dễ mặc, ai mặc cũng được, em mặc kẻ ngang, kẻ dọc rồi là hoặc chấm bi. Ai mặc lên cũng được luôn. Đây, tiếp theo chị này. Em này nhá, thoải mái M 50-57. 50-57 cân 100.000, mã 252. 100.000, mã số là 252 này. Đây, cổ lọ nhá, S thôi, 45-50 cân cổ lọ, họa tiết kẻ luôn. 80.000, mã 643. 80.000, mã số là 643 cho em luôn này. Mã 643 này. Này, gạo đi, 45-50 cân nè. 45-50 cân mặc vừa em này. 252 cho chị Phương Thơ Nguyễn. Bán em này với giá 80.000 này, mã số là 900. 80.000, chốt cho em, mã 900 cho em. Lại kẻ tiếp bác luôn nhá. Lại kẻ tiếp cho em một loạt lên các bác luôn này. Kẻ này, L, tay, kiểu tay chuông, buộc mọi người nhá. 55-60 cân, size chuẩn L. Bán em này với giá là 80.000, mã số là 990. Mã số là 990 cho em luôn này. Mã 990, chất dày chưa? Cầm vững chắc tay cho em mọi người nhá. Cho chị nào đấy ạ, thoải mái size M, 50-55 cân. 50 tầm độ 55 cân này. Bán em này với giá 100.000, mã số là 377. Mã số là 377 cho em luôn anh ơi. 377 cho em luôn này. Tiếp lại, em này xinh chưa? Crop top cho em, họa tiết nhá. Lên họa tiết. Em này ạ, 40-50 cân nhá. 40 tầm độ 50 cân mặc vừa em này cho em luôn này. 80.000, mã số là 939. Chị Thơm Dương. Mã 939 cho em luôn. Ủa, em này đẹp này. Đẹp chưa? Dáng áo khăn này. Dáng kiểu áo khăn cho em nhá mọi người nhá. Thoải mái cho em, ML, XL vừa hết cho em. Dưới 70 cân mặc vừa em này. Bán em này 100.000, mã số là 769 đây nhá. Mã 769 cho em. Họa tiết này, họa tiết lấy ngay nhá. Họa tiết lấy ngay. SM 48 cộng 53 cân. 48 53 cân siêu xinh. 100.000, mã 849. 100.000, mã số là 849 cho em luôn này. Áo len em ơi, chất nó phê chưa? Chất nó dày dã man luôn nhá. ML 53-60 cân. 53-60 cân, chất đanh mịn cực kỳ, lên lông cừu nhá. 80.000, mã số là 26 em, chỉ có 80.000 thôi. Mã số là 26 cho em này. Tiếp này, len này, chất xuống chưa? Em này thoải mái ML XL nhá. ML XL cho em luôn. Bán em này với giá là 70.000, mã số là 608. 70.000, mã số là 608 cho em luôn nhá. Mã 608 cho em luôn này. Đây, tiếp theo này, chất này. Ôi, đanh mịn xuống chưa? 48 tầm 53 cân nhá. 48 53 tư cân thì mặc vừa em này cho em luôn này, họa tiết hình này. 100.000, mã 501. 100.000. Mã số là 501 cho em. 501 cho em luôn này. Đây, 49 cho chị Thơm Dương. Vét kính cho lên mọi người nhá, chút em hết lên vét bởi vì lẹn cũng nhiều không hết rồi. Đây này. LXL 55-65 cân này mọi người này. 55-65 cân nhá. Chất đẹp lắm, chất cũng chảy ra ấy. 70.000, mã 782. 70.000, mã số là 782. Mọi người xem chị chỉ xuống hạng luôn nhá mọi người ơi. Em này là lân đây mọi người này. Em này chung là chất kiểu u mì mỉ mọi người. Hai bên là khá tiết kẻ. Em này em bán 50.000 thôi nhá. S thôi, 45-50 cân, nó không phải là len. 50.000, mã số là 626. Trước nó là kiểu một lớp thì kiểu lớp nỉ nhá mọi người. Nỉ bông. Còn nó còn hai bên tay thì nó là họa tiết kẻ, kiểu chất kiểu sơ mi ấy mọi người. Họa tiết phối cổ này, nó ghi là size M nhá. 50 áo nỉ, 50 tầm độ 55 cân. 70.000, mã 718.
70.000, mã 718 cho em. Mã 718 cho em luôn này. Đây, váy len có túi luôn chị nhá. Váy len này 26 thôi chị Lâm ơi. ML, XL cho em váy len ạ. Bán 80.000 mà em váy len. Trời ơi, phát rẻ bằng số lẻ. Mình bán 182 nhá. Bán 80.000 số lẻ luôn. Bán 80.000 này, chốt cho em mã số 200. Mã số 200 cho em luôn này. Mã số 200 này, phát len đây. Phát len này mọi người nhá, nó rất là dày, nó đanh. Nhìn cực kỳ là chất luôn. Em này thoải mái, ép thôi, 45 đến 50 cân thôi. 45 đến 50 cân này, dáng cúc bấm cho em, dáng kiểu dáng bóp dáng dài ý. 80.000, mã số là 225. Phát len chỉ 80.000 thôi nhá. Mã số là 225 cho em. Mã 225 này, đính đá toàn bộ này. Đính này, chị nhìn đính này, nhìn rõ là đính là đính nhỏ xinh xinh nhá. À, đính hết toàn bộ cho em này, có ăn 4 chiều. M 50 tầm độ 55 cân thì mặc vừa em này. Màu hơi nâu đất một chút xíu. Bán em này với giá 80.000, mã số là 857. Mã số là 857 cho em này, họa tiết này. Màu đỏ em mặc cực kỳ hợp lý không chị nhé. Mặc Tết này, mặc Noel này rồi. Cho mặc mùa đông rất là ok luôn. Họa tiết hình bông tuyết này. Họa tiết hình bông tuyết, nó là len lông cừu đấy ạ. Nó dệt dày cực kỳ luôn. Chất đanh như kiểu là len hai lớp ý. L luôn, 55-60 cân mặc vừa em này. 100.000, mã số là 137. 100.000, mã số là 137 cho em luôn nhá. Mã 137 cho em luôn này. 137 này. Váy này là áo, à đây váy rồi. Em này là váy lẫn đây mọi người này. Váy mông tu ghi lẫn đây mọi người nhá. Váy mông tu ghi này, size S thôi. 45-50 cân. Váy em bán luôn với giá 80.000, mã số là 133. 80.000, mã số là 133 cho em luôn nhá. Áo kẻ đi. Một em áo len kẻ đấy ạ. Size L, 55-60 cân bằng vừa em này. 55-60 cân này, ok chị. Bán đôi này 100.000, mã số là 214. Mã số là 214 này, vét kẻ nhá. Vét kẻ kẻ cổ nhá. Viền cổ cho em, nó cái XL cho em chỉ bằng size M thôi. Nó cái XL cho em chỉ là size M thôi. 50 tầm độ 55 cân, vét cho em này 100.000, mã 139, vét này quá đỉnh. Mã số là 139 cho em luôn này. Mã 139 này, size M tiếp cho em luôn. Tiếp cái nha, đây, size M tiếp luôn đây. Tay các chị nhảy tay phối đây, mọi người sắn tay lên cho em. Size M, dáng dài, 50 tổng cộng 55 cân. 50 đến 55 cân thì mặc vừa em này. Em bán em này chỉ với giá là 100.000, mã số là 250. Mã số là 250 cho em luôn này. Mã 250 cho em, size L nha. Hai bên độn vai. Hai bên dáng độn vai này. Em này lò luôn đấy ạ, 55-60 cân mặc vừa em này, em này là mặc vừa in luôn nhá. 55-60 cân này, tay và cổ nó phối hết là bộ viền trắng cho em. 55-60 cân, bán em này 100.000, chốt cho em mã số là 177 cho em luôn này. Mã số là 177 cho em luôn nhá, chỉ 100.000, mã 177 này. Áo len chấm bi này, chấm bi nhẹ này, size S thôi, 45-50 cân. 250 cho chị Hương Trần. 45 đến tổng độ 50 cân luôn này, 80.000, mã 981. 80.000, mã số là 981, còn mới nguyên tem mát thì gì đó ạ. À, còn mới nguyên tem mát cho em nha các bác nhá. Gần nhập hàng mới luôn đấy. Mới nguyên tem mát đặt hàng cho em. Size to rồi, nó kìa 2XL nhá mọi người nhá. Chị nào size to khoảng 70-75 cân mặc vừa em này đi. 70-75 cân thì lấy em này cho em đi ạ. 100.000, mã số là 136. Mã số là 136 nhá. Em ơi, em này đẹp này. Em này đảm bảo không đẹp không lấy tiền các bác luôn. Nó quá đẹp luôn đấy ạ. Chất đẹp này, dáng đẹp luôn này. Nhìn chất của nó này, phê chưa? Hơi vai rơi nhẹ. M 50 tầm 57 cân nhá. ML nhỏ 50-57 cân. Bán em này 100.000, mã số là 518. Dáng váy mọi người nhá. Mã số là 518 cho em luôn này. Màu xanh coban cho em. Màu này cực kỳ tôn da, nó ghi là size M cho em. Một em vest xanh coban này, em này chỉ S thôi, không đến M đâu. 45-50 cân. 45-50 cân thì mặc vừa em vest xanh này cho em này. 100.000, mã 164. 100.000, mã số là 164. Mã 164 cho em luôn này. Đây, tiếp theo nha, áo cho em này. Họa tiết cổ nha. Em này ạ, mix viền cổ này, viền tay và phần gấu đó mọi người nhá. Đây, phối cho chị này. Em này mặc thành váy cho em luôn. Em này mặc thành váy cho em, váy len nhá mọi người nhá. ML 50-60 cân mặc vừa em này.
50-60 cân này, bán cho em này, chỉ 100 nghìn, mã 394. Váy len nhá, mã 394. Cho chị Nguyễn Thị Thu này, mã 394 cho em luôn này. Ui, lần này mà em phát len á chị ơi. Cái này không lấy thì đúng là chịu luôn này. Khoác lanh em này hôm qua em đảm bảo phải bán khoảng tầm hôm qua em phải bán khoảng 250 mọi người nhá. 58 thôi chị Hương Nguyễn. SM luôn đẹp thế, 50 tầm 15 ăn 48 tầm 155 cân. Hôm qua đây, bình thường bán 250 mọi người nhá. Em bán em này với giá là 150.000 thôi, mã 102 đẹp chưa? Rồi em có tặng bác luôn á. Mã 102 quá đẹp. Hôm tối qua bác là mua thì biết đúng không? Phải giá 250 mà em. Đây. Ok chị, ML 50-60 cân này, 50-60 cân kẻ bản to, chỉ 100.000 thôi, mã số là 894. Mã số là 894 này, phép màu hồng đúng không em thôi các bác nhá. Phép màu hồng này, nó ghi là size L cho em. Một thứ hai cho chị Lan này. Nó ghi là L cho em, anh em không đến mọi người là theo, chỉ là M thôi, 50, tầm 55 cân thôi. 50-55 cân dáng dài cho em luôn này, 100.000, mã 122. 100.000, mã số là 122 này, dáng váy tiếp này. Dáng váy này, em ơi xinh đấy, 45-53 cân quay đầu, 45-53 cân váy mông tu ghi nhá. 80.000, mã số là 526. 80.000, mã số là 526 này. Mông tu ghi tiếp này, họa tiết gu xì, 45, à không, em này từ 40-50 cân. Bán này, em bán tặng các bác nhá, bán 70.000 thôi, mã 398. 70.000, mã số là 398 này, rất kẻ các bác này. Vét kẻ còn theo tay cơ. Đây, vét kẻ mít tay chị này. Đây ạ, à, vét kẻ theo tay 100% cho em này, 45-50 cân. 45-50 cân thì mặc vừa em này cho em luôn nhá. Bán em này với giá 100.000, mã số là 179. Vét kẻ này, mã 179 em này không đẹp thôi, không lấy gì luôn này. Kem hồng này mà không bao lấy thì em rất là chịu luôn nha, không lấy cái gì luôn nhá. Lên lông thỏ cho em. Đây, một em len lông thỏ của em mặc là vừa y luôn đó các chị này. Em này em mặc hơi ngắn tay một chút xíu chị nào mà. Em bị vai to chị, hơi ngắn tay kéo size chuẩn S thì lấy em này đi. 40-50 cân thì lấy em này. 40-50 cân thì lấy em này cho em luôn này. 100.000 thôi, nhắm 660 nha. 100.000 mã số là 258. Cái này không đẹp thì cũng chịu luôn. Mã số là 258 cho em luôn này. Màu đỏ nhá mọi người nhá. Váy 45-50 cân. 45-50 cân này, váy baby doll nhá. Bán em này 80.000, mã 281. 80.000, mã số là 281 cho em luôn. Một em vét xám này. Một em vét xám cho em. Hello, hôm 100 chị xem live, khi lặng hơn các bạn ngồi xem tivi gì không nói chuyện em chứ. Cứ xem im lặng không nói gì cả. Đây các bác, em 58 thôi chị Nguyễn Hồng Thảo. Em này S thôi, 45 tầm độ 52 vậy là 45-52 cân, màu xinh quá. 100.000 mã 691. 100.000 mã số là 691 cho em luôn nhá. 691 này, màu cũng xinh này. ML 50-60 cân. 50-60 cân thì mặc vừa em này cho em luôn này. Bán em này với giá là 100.000, mã số là 94, lên lông cừu nhá mọi người nhá. Còn một em này lên lông cừu hết, em nào mà lông thỏ sẽ bảo mọi người, một đa số của nó là lông cừu mà. Đây em này lông thỏ sẽ bảo này. Đây em này lông thỏ cho em. Lên lông thỏ cho em nhá. Ok các bạn, ủng đoán các bạn sau luôn. Thì các bác tha hồ bếp em luôn. M 50 tầm độ 55 cân này. 100.000 mã 226 lên lông thỏ nhá. Mã 226 các bạn nhiều các bạn đen không mọi người ạ? Các bạn đen không sao. Đây em này tiếp theo này. Mỗi em vét đen cho em dáng dài nhá. Em này đây size S luôn, 45-50 cân đẹp chưa? 45-50 cân vét dáng dài. 100.000 mã 596. Không thấy thực ra màu đen rất là dễ mặc em. Ủa, xin em sợ không có nhá. Em sợ là không còn nữa ấy. Có thì thoảng vẫn phải yếm em áo di lê lên. Có mà không có nhiều. Nó ghi là size M cho em mọi người này. 50-55 cân màu đen. 50-55 cân này, em mặc lên em này lên form chuẩn ấy sẽ rất là đẹp, rất là tôn dáng, nhưng mà rộng không đẹp cho chị Hương Nguyễn. 100.000 mã số là 203. Mã 203 cho em. Thấy nhiều chị thích, có vẻ là mua bên ngoài thì thích màu đen, nhưng mà nếu mà trên live ít chị thích màu đen. Đây di lê lấy này chị này. Di lê lấy kiểu yếm như vậy mọi người này. Em này không ạ, nó phải váy đâu, nó chỉ là áo yếm thôi nhỉ. Áo kiểu di lê yếm chị áo. Không phải là váy đâu. ML 50-60 cân, bán này 80.000, mã vì nó là di lê, mã số là 356. Cái màu đen là cái màu rất dễ mặc luôn, mặc cái đồ gì cũng đẹp luôn mọi người. Mít đồ màu gì nó là màu trung tính mà. Đây, tiếp theo em tiếp màu đen cho em tiếp này, size to. Màu đen, là những em size to thì em mặc sẽ không lên form dáng chuẩn mọi người nhá. Nó sẽ bị xấu bởi vì cái vai của nó đổ. Mà biết nó là phần vai, em mặc vai bị nó đổ sẽ không đẹp được. Chị L thì lấy em này, 55-60 cân, có co giãn 4 chiều cho em luôn đấy ạ. 100.000 mã 108.
100.000 chốt cho em mã số là 108 cho em luôn nhá. Đây, ui em máy hiếm không chị này. Em này hai kiểu luôn, một là váy không được mà kiếm một vì mọi người. S, M, L đều vừa vì nó là len đúa mọi người nhá, đúa bản to và nó có ăn 4 chiều luôn. Bán em này chỉ với giá, bán này chỉ với giá là 80.000, mã số là 493. Mã số là 493 cho em. 493 cho em này. Nick lock hồng bên trong toàn bộ này. Đây mặc vừa in luôn, size chuẩn S 45-50 cân này. Đấy. Trong cái vest mặc lên vừa in trông nó khác hẳn đúng không? 45-50 cân cho mọi người này. 45-50 cân nhá. Vest cho em này mặc lên trông xếp đã ba luôn. 100.000 mã số là 158. 108 đâu chị Phạm Trinh. 158 này. Đây tiếp lại cái kẻ này. 45-50 cân. 45-50 cân cho em luôn nhá. Bán em này 100.000 mã 240. 100.000 mã số là 240. 240 cho em này. Đây, tiếp này. Màu hồng cam mọi người nhá. Hơi hồng cam. Em này nó là dáng dài mọi người ạ. Em thấy em này gần như là kiểu dáng trên cốt của dáng khoác ấy. Chứ nó không có không phải hẳn là dáng vest đâu, nó là kiểu dáng khoác nhiều hơn ấy. M 50-57 cân. 100.000 mã 412. 100.000 mã 415 cho chị Yến Nguyễn. Lông thỏ eo nó cũng mềm ruội mọi người ạ. Lông thỏ nhá mọi người nhá. L 55-60 cân. 100.000 mã số 70. 100.000 chốt cho em mã số 70 cho em luôn này. Mã 70 này. Đây, tiếp này, lông tiếp cho em lông thỏ tiếp này. Một em lông thỏ màu trắng nhá mọi người nhá. Ui em này mặc lên nhìn như bạch tuyết tiểu thư luôn ấy. Đơn lên mã đi chị. Mặc em màu trắng mà lông rất là xinh nhá, mặc lên trông như tiểu thư luôn á. Em này nhá, ML 50-60 cân. 50-60 cân này 100.000 mã số là 215. Các bác thấy những em lông thỏ màu trắng này đẹp lắm. Mã số là 215 cho em luôn này. Vest đen tiếp cho em nhá. Vest đen tiếp cho em size to này. Em này tầm L X L với 12 cho chị Vi Trần. 55-65 cân này 70.000 mã em 100.000 mã số là 228. Mã số là 228 đây nhiều khi không vui vòng vòng. 215 cho chị Vi Trần. Mã số là nhiều quên rồi. Vi Trần khách mời nhắn tin xong xin địa chỉ. Mã 25 thầy rồi em như kiểu sao mà đọc trong mắt bứt mồm cái quên ngay được. Đây tiếp theo này, màu vàng cho em mọi người nhá. Màu vàng này 45-50 cân. Chuẩn S thôi nhá. 45-50 cân màu vàng nhạt nhẹ này, kiểu màu vàng kiểu màu vàng chanh ấy. 100.000 mã số là 884. Mã 884. Nhiều khi không biết là đẻ sau được đầu óc mất não thế nào nữa. Chưa gì ý tuổi danh, em đọc xong mắt em quên không nhớ em muốn nói gì luôn á. Đây, tiếp theo mọi người này. Nhiều khi cứ như là kiểu ngáo ấy, đọc vừa nói xong không quên luôn. Đây tiếp theo mọi người này, tay này. Tay mít kiểu dạng tuyết mọi người nhá. Tay phối dạng tuyết hai bên cho em luôn ạ. Em này mờ cho em nhá, 50-57 cân. 50 tầm độ 57 cân cho em luôn này. Chỉ 100.000, mã số là 507 cho em. Mã số là 507 cho em nhá. Mọi người ơi, bây giờ mình mua đi. Không phải là mọi nhiều chị nhá, có kiểu là chờ đến lúc lạnh mới mua ấy. Các chị nào em mua nhà em biết không? Đến mùa đông các chị không tranh được luôn. Bởi vì ai đợi đến mùa đông mua. Vừa đắt hơn bây giờ chắc luôn, không bảo đông không có giá này đâu. Thứ hai là nó sẽ đầu kiện lúc nào nó sẽ đẹp và rẻ hơn mọi người. Đến lúc mùa đông mình không tranh được này. Mà cái chất lượng sản phẩm của nó ấy thì nó tất nhiên là cái sản phẩm chất len nó vẫn thế thôi, nhưng mà cái kiểu dáng nó sẽ không nhiều khi các chị xem hàng si lúc nào cũng thế, cứ đầu cũng càng đầu càng đẹp nhá, càng về sau nó sẽ không nghĩa là không đẹp bằng đoạn đầu nữa ấy. Lúc đầu vừa đẹp vừa rẻ tụi gì không mua, mình không mua luôn đi, mình cứ chần chừ làm cái gì, lúc mình tranh không được á, cứ mua không có luôn. Như năm ngoái em nhớ là Tết năm ngoái ấy, 2017-2018 Tết á, tóc hai người cùng nhiều dạng vô cùng nhi tranh, không phải tranh nhau nhiều, chị bảo chị không kịp để tranh để mua mặc Tết luôn, sao lại không mua sớm đi đúng không, mình đợi lúc đấy làm gì. Em này tiếp này, khoác len cho em S cho em 45 tầm độ 50 cân, dáng kiểu hơi kiểu cánh rơi ấy mọi người. Khoác lên bán cho em này 70.000 nhá, bởi vì em này cần. Chờ bắt tay các chị này bán 70.000 và em tặng mọi người luôn. Em thích lỗi luôn là 70.000 thì áo này phải 2,5 nhé. 70.000 mà số là 770. Mình cứ mua sớm bây giờ đi. Mình vừa được săn hàng đẹp ra rẻ và mình được chọn lựa thoải mái luôn. Em mời nhắn tin xong xin số thoại địa chỉ. Mình cứ xem thích em nào thì mình chốt. Vì giá sẽ mềm hơn trong vụ này. Xong vào vụ mình chốt ít thôi, chốt vừa thôi. Xong đến trong vụ mình thấy nào đẹp mình chốt tiếp. Không vụ không chốt được thì mình vẫn có những em đẹp để mình mặc năm nay. Đó, mình cứ chốt dần dần thì mọi người không cần phải... chốt chị Mesa. Chứ không cần phải chốt trong vụ, nhưng trong vụ khó chốt lắm. Chị để xem chị nào chốt trong vụ thấy khó lắm. Nhiều chị cứ kêu là sao chốt mãi không được, bởi vì ai cũng đợi đến lúc đấy xong. Thì mình rất là khó chốt ấy. Tiếp này, tay này, mic này, điệu chưa? Thoải mái ML 50-60 cân. Bán em này chỉ với giá là 70.000, mã số là 605. Mã 605 này.
đằng nào cũng phải mua, mình thông thái mình mua trước, mình mua sớm. Đến lúc cho các bài cứ thành nhau chốt thì mình mới có hàng rồi. Mình còn đẹp xuất sắc thì mình chốt, không thì thôi, đâu có sao. Đúng không mọi người? Đây, tiếp này. Đúng rồi, ngày xưa em hãy chiêu khách nhà em đấy là các chị mà mua hàng áo len mùa đông mùa hè các chị phải ngồi điều hòa, chứ nếu không bên ngoài ngồi bên nóng là không muốn mua áo len đâu mọi người ạ. Nếu hôm 40 độ em mặc váy len cao cổ em nóng lắm ấy, nhưng mà các chị có chốt được ẩm bởi vì tại vì lúc nó rẻ, rất là nhiều chị chốt luôn. Tiếp theo này, L 55 đến 60 cân, 55 đến 60 cân cho em nhá. 100.000 chốt cho em mã số 5 bởi cái hàng si này là cái đặc điểm của nó. Cái đặc điểm hàng si là nó là lúc nào mà chức vụ. Lúc mùa đông mà bên em mang áo cổ tay ra bán mọi người không có bán đấy, nó lại như thế không, để mình bán trước để mình đến lúc mà vào vụ là mình chỉ được nặng thôi, mình không phải sắp nữa. Hàng si nó như thế chứ không như hàng mới. Hàng mới là phải vào vụ mới bán, bắt đầu chuyển mùa mới bán, nhưng mà hàng si không như thế, mọi người bán trước rất là sớm. Đây em này tiếp theo này, em này nhá, ML em cái màu đỉnh chưa, cái màu nó đỉnh lắm ấy, màu kiểu màu gọi là màu gì nhỉ, màu mù tạt. 50-60 cân cho em luôn, bán em này chỉ với giá là 100.000 nhá, mã số là 27. Cái này phải là ngược mọi người nhá, cái kiểu dáng như vậy nhá, mã số 27 cho em luôn này. Đẹp đã nam luôn, màu đẹp dáng mẹ, mã 27 này. Em này nhá, len nhung mọi người này, len nhung cho em mọi người nhá, bên ngoài nó nhìn nhung nhung luôn. F 45-50 cân, họa tiết trái tim cực kỳ yêu này. Bán em này chỉ là 100.000 thôi, mã số là 877. Mã 877. Mã 877. Thôi chị Ngọc Lan. Ai thả tim ha, điên cuồng. Đây, tiếp theo chị này. Màu vàng cho em luôn này. Đây, đẹp chưa? Màu vàng cho em. Đấy nhá, em này tiếp này. Em này nhá, em này kiểu hơi tiểu thư mọi người. M 45 tầm độ 55 cân, 100.000 chốt cho em mã số 11. Mã số 11 cho em luôn nhá. Mã 11 này. Em này ạ, à, lông của nó lông thỏ rất là dày luôn. Em này lông thỏ nhưng mà em này em cảm giác cái size nó hơi nhỏ ấy mọi người. À không, em nhỏ này phải là size M đấy. 50-55 cân nhá. 50-55 cân lông thỏ nó mềm lắm mọi người, mặc lên xuống dã man. 100.000 mã 292. 100.000 mã 292 cho em luôn này. Mã số là 292 cho em. 292 này. Rồi, tiếp theo nhá, tay nhá. Phối tay cho em. Tay phối này. Em này em bảo rồi, vì người em nhỏ này, em mặc lên nhiều khi nó không đẹp mọi người. Cái em là size em mặc lên nó sẽ khác hẳn luôn. Em này hơi rộng cho em này. Em này phải tầm độ M lớn, 53-57 cân cho em. 53-57 cân cho em nhé mọi người nhá. 100.000 mã 426. 100.000 mã 426 này. Váy này, tiểu thư chưa? Mix.bi hay .bi của nó là kiểu chất voan ấy mọi người. Em thôi, 45-50 cân. Em bán luôn váy cũng chỉ 70.000. Mã số là mã số 09. 70.000 mã số 09 cho em luôn này. Mã 09 này. Tiếp này, áo len dáng chùm mông. Em thôi, 45-50 cân cổ V nhá. Bán em này 80.000. Mã 418. Mã số là 418 cho em luôn này. Nỉ này, em bảo rồi, nỉ có vài em bán rẻ mọi người luôn. Hàng của Hàn nhá, in Korea, hàng xịn sò luôn. LXL 55-65 cân, bất kể là nam nữ gì đều được. 70.000, mã số là 955. 70.000, mã số là 955 cho em này. 955 cho em này. Đấy, vét các bác mặc lên nó sẽ rất là, nếu mà vừa rất là lên form em mặc thì sợ. L 55-60 cân, chị L mặc lên nhìn ra chuẩn đáng xếp luôn. 55-60 cân này, bán em này 100.000, mã số 200. 100.000, mã số là mã số 200 cho em nha. Mã 200, đây bác hỏi gì lê đây ạ, à, lấy này đi. M, L, X, L đều vừa nha. M, L, X, L đều vừa. Ý lê thêm gì không á? Em không biết là, em nghĩ là chắc là em sẽ tìm đi lấy like, để bác vào cần em sẽ lấy like. 80.000, mã số là 423. Mã 42 mình bây giờ. Tầm 2 rưỡi thôi. Mã 423 cho em luôn này. 423 này. Đây, chất dày là đẹp chưa? Chất dày đẹp dã man các bác ơi. L nhá. 55 đến 60 cân cho em. Bán lên này với giá là 80.000, mã số là 752 hết các bác nhá. Mã số là 752 cho em này. 752 cho em luôn này. Đây đẹp chưa? Em này này, đây em này em mặc vừa in này, 45 đến 50 cân nhá. 45 đến 50 cân mặc vừa em này đấy ạ. 45 đến 50 cân thì mặc vừa in này cho em luôn này. Bán em này chỉ với giá 100.000, mã số là 370. 100.000, mã số là 370 cho em luôn. 370 cho em luôn này. Màu đen cho em nhá, lông thỏ nhá mọi người nhá. Lông thỏ này. Lông thỏ phối nhá. Em này ML 50-60 cân. Bán em này 80.000, mã 213. Mã số là 23, em này xinh này. Em này
xinh dã man màu cam sữa nè. 370 cho chị Nguyễn. Cái màu cam sữa này cái xinh ấy. Cái màu sữa sữa như vậy này, nó rất là dễ mặc ấy, trông nó kiểu baby tiểu thư cực kỳ. Em này ML nha, 50-60 cân. 50-60 cân này, 100.000 mã 130. 100.000 mã 130. Các bác ơi, bác không cần tâm mình là mã bao nhiêu cùng dồn nhé, bởi vì yên tâm là khi bên em mà chốt đơn hàng ấy, mở đơn hàng cho đi, nó sẽ tự động dồn cho mọi người. Nên là không cần phải comment lời cả chữ dồn đâu nhé, chỉ cần comment mỗi mã thôi cho nó nhanh. Tiếp theo này, 45-50 cân phát này, 45-50 cân cho em. Bán em này 80.000, chốt cho em mã số 10. Mã số 10 cho em luôn. Mã số 10 này. Vì bên em đóng hàng và phần like nó là hai phần hàng khác nhau ấy. Thế là các bác là cần dồn inbox bên em nhá, để các bạn dồn đơn ở trong 130 cho chị Lan Nguyễn. Em này ạ, L cho em 55-60 cân. 55-60 cân cho chất đánh dã man mà ơi, chất nhịp chất lên ép dày lắm. 80.000 mã 696 chất dày cực kỳ. Mã số là 696 cho em. Mã 696 này, em ơi đẹp chưa? Màu vàng cho em nhé mọi người nhá. 45-50 cân. Bán em này, em lại áp màu tay em tặng các bác nào hôm nay mua hàng nhé, tặng không đồng thì bác nào hôm nay đã có đơn rồi tặng không đồng thì nó áp màu này, chốt cho em mã 100, tặng bác nào đã chốt hàng tôi hàng đúng mã 100 cho em. Ôi dồi ôi, hàng xịn luôn, hàng Ami xịn này, hàng Ami xịn cho em luôn. Họa tiết bích phối kẻ nhé mọi người nhá, họa tiết phối kẻ cho em. Đó, em này size M, 50-55 cân. 50-55 cân cho em này, 100.000 mã 141. Mã số là 1 400 cho chị Ngọc Trần. Em này giống em Hồng đầu tiên, mọi người giống em Hồng đoạn đầu ấy. Rất là xinh, em kiểu dáng như vậy nhá. Trông cảm giác nó cứ kiểu tranh xả gì ấy, mặc cái tranh xả vô cùng. Đây, là những cái dáng tranh xả kỳ luôn này. Thoải mái ML, 50-60 cân. 50-60 cân mặc vừa em này cho em nhá. 100.000, mã số là 843. Trông tranh xả đã mang 843 cho em luôn này. Đây, em này size S nha các bác. Size S nha, 45-50 cân, như kiểu cổ choker này. 45-50 cân mặc vừa em này. Bán em này 70.000, mã 965. 70.000, mã số là 965 cho em luôn này. Mã 965 cho em. 965 này. Đây, tiếp theo nhá. Em này cho em này, đây, em này đi ạ. Thoải mái cho em, S cho em, 45-50 cân. 45-50 cân mặc vừa em này cho em luôn này. 80.000, mã số là 944. 80.000, mã số là 944. Mã 944 cho em. Đây cái chị này. Đây này tiếp chị này. Đây. Em này cái chị này. Úi dồi ôi, chất của nó này. Đánh dã man luôn. SM nhá. Không, em này dưới 57 cân cũng vừa, em này dưới 57 cân cũng vừa luôn, cái chất là đẹp lắm mọi người ạ. Chất nó như kiểu nhung ấy, lông cỏ như nhung ấy. Bán em này với giá 100.000, mã số là 259 cho em. Mã 259 này. Mã 259 cho em luôn. 259 này. Úi dồi đây, em này mới xinh này. Em này nhá, em đảm bảo nặng phải đến 2 cân luôn, cầm nặng gãy tay luôn chị nhá. Em này nhìn kiểu khoác len này, chất len nó đanh mịn lắm. Thoải mái SML đều vừa cho em luôn. Bán em này 100.000, mã số là 209 tu du cho em. Mã số là 209 cho em này. Mã 209 cho chị Phương Thơ Nguyễn. 209 lộ cho em. Đây này, cổ lọ này. Dáng cổ lọ cho em này xinh ấy. Em ơi, em váy len này em đảm bảo nhá, bình thường 220 vừa. Thôi ở đây em bán một người giá 150 thôi. Em này M và L, 53-60 cân. 53-60 cân đẹp lắm ấy, 150, mã số là 670, váy là đẹp lẫn đây. Mã 670. Đây, tiếp theo chị này. Em này tiếp theo nhá. Em này ạ, yếm lắm chị này. Em này là yếm nha, em này thoải mái SM 45 tầm 45 cân. 45 đến 55 cân mặc vừa em này này, chỉ 100.000 thôi, mã số là 542. Mã số là 542 cho em luôn nhá. 670 cho chị Phương. Xinh quá, trời ơi, khoác len có bích len không? Khoác len lông thỏ phối gen nhá. Ui em phải tiểu thư. Em ơi tiểu thư đảm bảo tiểu thư đã mang luôn. Ê thôi, 45, 53 quay đầu xinh chưa? Dưới 53 cân nó cái màu cũng chảnh chảnh cơ. Bán em này em bình thường khoác này là 250, em bán này luôn với giá là 120.000 thôi, mã số là 231. 120.000, mã số là 231. Mã 231 đây, biết vài biết phải có
người lấy 4 phép thôi. Nên xem kẽ mọi người, nó ghi là size S nhưng theo em size này to lắm mọi người. Em này phải tầm bộ L, XL chứ không phải S đâu. 55-63 cơ nha. 100.000 mã 323. 100.000 mã số là 323 cho em. Mã 323 cho em này. Size S tiếp này. 231 cho chị Ngân Hồ. Size S tiếp cho em. Còn mới nguyên tem mác luôn, bên trong họ đã kẻ Burberry đó chị này. Còn mới nguyên tem mác size S, nó ghi là S theo phải M. 50 tổng cộng 57 cân, 100.000 mã 103 này. Tem mác còn mới nguyên này. Mã 103 cho em nhé. Mã 103. 103 tiếp này, size M cho em. Lên một em size M màu xanh tím tham nhá. Ôi em này chỉ S thôi, đấy 45-50 cân chuẩn S em mặc vừa in. 45-50 cân màu xanh tím than này. Hai bên có túi cho em nhé mọi người nhá. 100.000 mã 145. 100.000 mã số là 145 cho em này. Mã 145 này, dáng vép cái vép cuối cùng nhé mọi người nhá. Size to là cái XL. Bác nào từ 60-65 cân mặc vừa em này. 60-65 cân này. 100.000 mã 397. Mã số là 397 cho em luôn này. 397 đây tiếp nhá. Em này chỉnh eo rút eo được cho em này. Váy len nhá, chân phối ren. Size S 45 tổng cộng 53 quay đầu. Váy len em này 80.000 thôi. Mã số là 443. Mã số là 443 cho em luôn này. Áo hoodie này. Áo kiểu hoodie nhưng nó là chất len mọi người nhá. L 53 60 cân. Em bán em này với giá là 100.000. Mã số là 555. Mã số là 555 cho em luôn nhá. 443 chưa chị Ngọc Trần. Mã số là 555 cho em này. Áo len màu trắng tinh nhau với đầm bối chua. Trắng tinh cho em nhá, họa tiết báo hồng cho em. L ạ, 55-60 cân. 55-60 cân mặc vừa em này. Em bán em này chỉ với giá 100.000. Chốt cho em mã số là 159. Mất tay luôn. Mã số là 159 cho em nhá. Mã số là 159 cho em này. Ui bạn Thừng, áo len mặc thừng này màu cam. Áo len màu cam mặc thừng cho em luôn chị này, to cực kỳ thoải mái nhá. Này, bo tay này, gấu này nó họa tiết bích cho em rất là xinh. Cổ cao 7 phân. M 50-57 cân. 50-57 cân xinh đã mang 100.000 mã 850. 100.000 mã số là 850 cho em. 850. 159 cho chị Thanh Mai. À, xinh cho ôi áo nỉ luôn. L 55-60 cân L nha. Bán này 80.000 mã 539 áo nỉ ạ. Mã số là 539 cho em. 539 này chấm bi này, em ơi xinh quá. SM nhỏ dưới 53 cân thôi, chấm bi nhẹ nhàng cái chấm bi hai mặc đẹp dưới 53 cân. 80.000 chốt cho em mã số 5. 80.000 chốt cho em mã số 5 này, dáng áo khăn này. Dáng áo khăn nhất size S 45-50 cân. 45-50 cân này, 80.000 cho chị Loan Nguyễn. Mã 15. 80.000 chốt cho em mã số 15 cho em. Mã 15 này màu cam đi. Em phải tay chuông ạ, à. Mọi em dáng tay chuông size M 50-57 cân. 50-57 cân, 80.000 mã 821. Chị Trần Hồng Vân. Mã 821 cho em luôn này. 821 màu đỏ mà cứ màu đỏ các bác lấy cho em. Cổ lọ mọi người nhá. Như em bảo bác là áo len hoặc là váy len mình nên lấy một váy cổ lọ để khi mà mình phối đồ với cả khoác này, phối với măng tô kaki hay là phối với dạ rất là đẹp, riêng cổ lọ phối đồ rất là đẹp luôn mọi người ạ. Em này mờ nhá, 45 em nhầm, em này từ 50-57 cân, 50-57 cân màu đỏ cho em một màu mà chất rất là đẹp. Bán em này chỉ 80.000 mã 865 các lấy đi đảm bảo mặc đẹp hơn. Trần Hồng Vân thay mới rất bình thường. Rồi là dáng basic em cũng bậc, mà thứ hai là mình phối đồ với thứ khoác len mà cổ lọ lên xinh lắm mọi người ạ. Đây tiếp theo nhá. Khoác len lẫn này, khoác len cái mồi đỉnh luôn. Cái màu này nó sáng ra vô cùng các bác ạ. Cánh rơi này, thoải mái SML. SML đều vừa cho em luôn này. 80.000 mã số là 753. 80.000 mã số là 753 cho em. Mã 753 cho em luôn này. Đây trời ơi, xuất sắc các bác ơi. SML 45 tầm 5253 cân. 45-5253 cân cho em luôn nhá. 80.000 chốt cho em mã số 10. Mã số 10 cho em luôn. Đám sau. Chị Trần Hồng Vân, em có những địa chỉ để được cho tiếp không? Khách mới bức địa chỉ cho bên em luôn nhá mọi người nhá. Đẹp mã 200 mà để em tìm lại nhá chị ơi. Anh xem, can xem ai chốt được. Chưa ai chốt. 200 xem mà. Đi đấy luôn. Đây tiếp chị này, ô đẹp chưa? M 50-57 cân. 50-57 cân cho em 100.000 mã số là 532 váy nhá. Mã số là 532. Mã số là 532. Ủi khoác len này.
Em này á, nó dày chắc phải đến 2 cân mọi người ạ. Khoác này em đảm bảo không phải mà 250 300 nghìn luôn á, không có giá rẻ hơn luôn này. Đẹp chưa? Ôi, chỉnh eo thật thoải mái cho em nhé, rất dày dặn đẹp cực kỳ, size M. 50 55 cân em này em bán mọi người giá gọi là siêu ưu đãi được mọi người nhá, bán 150 thôi, mã số là 16. Bây giờ mới giá hơn trong cái chắc. Mã số 16 cho em luôn này. Mã số 16. Mã 16 này em này em mặc các bác xem luôn, vì sao? Em này mặc lên rất là lên dáng ấy. Mặc chân váy đen cho em đẹp á. Đây là em này họ tiết đơn giản này. SM nhỏ dưới 53 cân nhá, dưới 53 cân mặc vừa em này. 80.000 mã 981. Mã số là 981 cho em. 981 này. Khoác này này, khoác này nhẹ nhàng các bác này, khoác khăn nhá. Kiểu dáng khoác khăn cho em họa tiết này. Đấy, em này chỉ size S thôi, 45 đến 50 cân. 45 đến 50 cân dáng khoác khăn nhá mọi người nhá. 45 đến 50 cân rất là chảnh chảnh lếm này. 80.000 chốt cho em mã số 12. Mã số 12 cho chị Hương Nguyễn. Mã số 12 cho em này. Đây là áo này. Em này nó là oversize mọi người nhá. Em hay mặc cái kiểu dáng kiểu oversize như này. Và chị yêu thích của trẻ trung thì cũng nên lấy áo oversize như vậy, mặc nó rất là trẻ, rất là đẹp. Em này nhá, thoải mái SML. Mặc như vậy được mà để dáng lệch vai cũng được cho em luôn nhá. Biết em sợ hết rồi mọi người ạ. Ai cần biết thì bảo em để em lên một vài lại vài em. Em này oversize 100.000 mã 498 cho em. 100.000 mã số là 498 cho em luôn nhá. 498 này, màu trắng tinh. Màu trắng tinh này nó là dáng áo khăn mọi người ạ, chỉ size chuẩn S thôi. 45 đến 50 cân, cổ lọ kiểu cổ trụ mọi người nhá, phải cổ lọ một kiểu cổ trụ trụ ấy. 100.000 mã số là 204. Mã số là 204 cho em luôn này. Mã 204 cho em luôn nhá. 204 màu đỏ cho em này. Đỏ này là màu là len hạt gạo mọi người nhá, chất tanh lắm. Màu đỏ này là len hạt gạo này. Tay lửng sắn tay cho em này M 50 tầm độ 55 cân. 50 đến 55 cân mặc vừa em này. Bán em này 100.000 mã số là 28 cho em. 100.000 chốt cho em mã số là 28 cho em luôn nhá mọi người nha. Mã 28 cho em luôn này. Họa thiết kẻ ngang này. Họa thiết kẻ ngang này. Rồi họa thiết kẻ tiếp này. Em này mọi người nhá, xúm eo này. Lên bếp màu sữa. Chị ơi màu sữa thì hết rồi sao em? Em đúng em thì nhớ chốt hết rồi, không có bé sữa bóc. Đa số bé chỉ màu đen hoặc là chữ ben sữa hay là màu thì hơi ít lắm mọi người nhá. Tiếp theo mọi người này, em này nhìn này, em ơi rút, rú này. Em này dáng kiểu trẻ trung cá tính một chút. S và M thôi, 45 tầm 53, quay đầu dưới 53 cân cho em thôi. Bán em này 100.000, chốt cho em mã số là 894. Mã số là 894 nhá. Em này bảo cho em luôn, các khoan cho em nghỉ đấy nhá mọi người nhá. Chụp em thôi nhá. Mã số là 894 cho em luôn này. 828 cho chị Vui Trần Thị Thanh. Em này mà không đẹp không biết lấy nào thật sự luôn. Không đẹp em này chịu luôn. SM nhỏ dưới 53 cân nhá, dưới 53 cân mặc vừa em này. Bán em này 100.000, mã số là 877. Chị Vui Trần Thị Thanh có số là 877 cho em luôn nhá. 877 cho em luôn này. 877 này. Đây bác hỏi bác này. Thì một vài em biết các bác nhá. Có nhiều vét này, các chị này size to, bác nào hỏi size to thì lấy cái này đi. Vét size to mọi người nhá. 94 cho chị Linh Trần. Em vét này tầm độ size L, ít là thực ra nếu mà L rất là đẹp, em bị nhỏ nó không đẹp được lắm, không mặc lên không đẹp, không được lên form ấy. L, XL, 55 khoảng tầm độ 63 cân của em này. 100.000 mã số là 323 vét nha. Mã số là 323 cho em luôn này. Mã 323 cho em. Đây, tiếp này màu tím cho em này. Mấy màu tím chất đanh sẽ là em hồng của anh em đỏ này ấy. Cũng 45 tầm độ 53 cân nhá, chất là lên hạt gạo luôn. 100.000 mã 167. 100.000 mã số là 167 cho em luôn nhá. Mã 167 này. Dáng áo váy này mặc lên mọi người xem này. Em này nó là kiểu dáng váy thấp một thành váy cho em xinh lắm luôn ấy. Hai bên tay của nó phối. Không phải là len nhá, hai bên tay của nó phối như kiểu là phối đi nhá. Phối gì nhỉ? Hai tay của nó như kiểu là phối van ấy này, cổ cũng thắt nơ lên cho em xinh lắm luôn ấy, là tiểu thư chưa? 45 tầm độ 50 cân nhá. 45 nó còn dáng váy luôn, bán 70.000 em váy, chốt cho em mã số 9. 70.000 chốt cho em mã số 9 cho em luôn này. Mã số 9 cho em này. Đây tiếp theo này. Màu xanh cho em. Rồi nhanh tay nhanh lên váy và em nghỉ nhá mọi người nhá. Váy màu xanh này. Tối là trẻ con nhỉ. Mọi người tối sẽ có lên trẻ con nhá, ai cần mua đồ trẻ con các bé thì hẹn mọi người tối nay nha. Thoải mái M, L, XL dưới 65 cân mặc vừa em này. Bán em này 70.000 mã 608. Mã số là 608.
Cái này là bỏ xinh luôn, màu kem kem. S 45-50 cân chất len lông thỏ này, 100.000, mã số là 490. Mã số là 490 cho em luôn này. Mã 490 này, cổ lọ nha. Len của em cổ lọ này. Rồi, à, em cổ lọ chị này. Len của em dáng kiểu cổ lọ nha. Em này ML 50-60 cân. 50-60 cân cho em 70.000, mã 782. Số là 782 cho em luôn này. Mã 782 cho em, các bạn xinh này, em bé là chị ai vừa hỏi em vest màu kiểu sữa sữa nhỉ thì lấy này. Vì nó không có nhiều vest màu sáng, người đa số là vest màu đen nên ai cần vest màu thì lấy này cho em nhá. M 50 55 cân xẻ tay này. 50 tầm độ 55 cân, 100.000, mã 490 cho chị Lê Ngô. Mã số là 414, vest màu ít lắm mọi người, ai vest màu bảo em nhá, để em tìm. Size nó ghi là size to, nó ghi là tầm độ size L cổ khăn cho em. Kiểu hơi cổ khăn mọi người. Đây, size L này, 55-60 cân. 55-60 cân màu xanh cho em nhá. 100.000, mã 149. 100.000, mã số là 149 cho em. Mai Ngô khách mời nhận đi. Mã 149 này, màu đỏ cho em luôn này. Dáng này nó là dáng dài người, nhưng mà nó chỉ là dáng trùm mông nhá. Thế em gọi là váy thôi. Nó kiểu baby doll, dáng trùm mông thôi. Dáng siêu siêu xinh. Đây, nó sẽ dáng trùm mông giữa mông, chút sự nó hơi ngắn ấy. Chiều thấp thì mặc thành váy được, còn nếu cao thì mặc váy được. Baby doll này, size S, 45-50 cân. 45-50 cân siêu cute luôn, 80.000, mã 281. 80.000 nhá. Mã số là 281 cho em luôn này. 281 cho em, lên 2 nữa là nghỉ nhá mọi người nhá. Mấy màu xanh dáng crop top cho em. Màu xanh dáng crop top một chút mọi người này. Đây, crop top không đâu, tầm sau nuôi tôm nhá mọi người nhá. Thoải mái, SM nhỏ từ 53 cân, dưới 53 cân mặc của em này, cực kỳ trẻ trung này và mới lắm. Vẫn mới phải tầm độ 96-97% luôn. 100.000, mã số là 878. Mã số là 878 cho em luôn này. Mã số là 878 này. Màu vàng mọi người đi. Lên mà em màu vàng cho mọi người đi. Màu vàng Becky này. Em này nhá. Size M 50-55 cân. Em này ạ, 50-55 cân, họa tiếp theo toàn bộ cho em luôn này. 80.000, mã số là 403 nhá. Mã số là 403 này. Đây em này, em cuối cùng em này phát len lên nốt em này đi mọi người đi. Phát len này quá rẻ và em không mắc lấy nhưng mà tiếc luôn ấy. Len ép dày bình cho em này, có kèm cả mũ nhá. Phát len này, em này thoải mái, SM nhỏ dưới 53 cân thôi. 100.000 phát len, mã số là 86. Hết nha mọi người ơi. Mã số 86 cho em nhá. Hết nha các bác ơi. Mọi người ơi, giờ em nghỉ thôi để chuẩn bị hàng cho tối nay nhá mọi người nhá. Tối nay em sẽ có len của trẻ con, nên bác nào cần trẻ con hẹn mọi người tối nay em sẽ lên khoảng một tầm độ. Chắc là sẽ lên muộn vì dạo này mạng hay bị đơ mọi người. Chắc em sẽ lên muộn một chút xíu nhé mọi người nhé. Còn giờ thì nghỉ thôi, cảm ơn xem like của em. Hẹn mọi người tối nay, bye bye mọi người.